cái này là cái nguồn gốc mà thiếu máu cơ tim, còn cái tên thiếu máu cơ tim á, cái này qua để em nói nghĩa là cái sự sự trên lên hay trên xuống của cái ST á là do sự kết hợp của vector tâm thu và tâm dương, nghĩa là vector nó luôn hướng về từ mô bình thường đến mô thiếu máu cơ tim đó, mình cứ nhớ vậy thôi. Còn cái kia là giải thích là giai đoạn tâm dương là do cái tế bào cơ tim bị thiếu máu, nó khác tế bào bình thường và hướng của vector từ cực như thế nào. Nhưng mà tóm lại là cái line này là khi mà có thiếu máu cơ tim thì vector của thiếu máu thì nó hướng từ mô bình thường đến mô thiếu máu cơ tim. Như vậy thì đối với lại cái bệnh thiếu máu cơ tim mà ở dưới nội mạc, mấy anh chị có thấy không? Ở trong đây là nội mạc cơ tim, dưới nội mạc cái vùng này là vùng thiếu máu, thì các vector mà các vector mà thiếu máu của bộ thì nó sẽ hướng từ cái mô bình thường đến mô bệnh lý. Như vậy cái điện cực mà đặt ở vị trí này đó, anh chị thấy nó sẽ hướng đi xa cái điện cực, như vậy nó sẽ đi một cái đường trên xuống so với đường đặt điện, đúng không? Đó, trên xuống đúng không? So với đường đặt điện, đó là thiếu máu dưới nội mạc. Còn đối với là thiếu máu thượng mạc, thượng tâm mạc thì sao? Nó cũng đi mô từ mô bình thường đến mô bệnh lý, nhưng mà trường hợp này nó lại đi hướng về cái điện cực đi, như vậy nó sẽ ST nó sẽ trên lên. Như vậy thôi, đó là bữa cái giải thích nhiều nhiều, nhưng mà tóm lại là như vậy. Thiếu máu dưới nội mạc thì thấy nó đi từ mô bình thường đến mô bệnh và nó xa điện cực, nên nó đi một cái ST trên xuống. Nhưng mà nếu mà điện cực mình nằm ở đây thì nó lại hướng điện cực, nó lại hướng lên đó. Như vậy thì mấy anh chị thấy trường hợp mà nhồi máu cơ tim mà ST trên lên đó, thì nó sẽ soi gương. Soi gương là sao? Đó, khi nào điện cực mình đặt ở đây thì nếu mà điện cực mình đặt ở đây nó sẽ đi xa điện cực, nó sẽ trên xuống. Như vậy hai cái thành đối diện thì nó sẽ ngược nhau, một cái trên lên và cái trên xuống, người ta gọi là có sự soi gương là vậy. Chỉ có trong nhồi máu cơ tim thì nó ST trên lên mới có sự soi gương thôi, còn mấy cái viêm màng ngoài tim đó không có sự soi gương. Cái này lúc bữa cũng có giải thích là tại sao sóng QRS đó là sóng khử cực của thất, đi từ cái hướng khử cực là nó đi từ nội mạc ra thượng tâm mạc, đi hết cái thành tim để khử cực nguyên một toàn bộ trái tim. Còn cái sóng T và ST là đại diện cho tái cực của thất, thời gian tái cực lại, tái cực hay hồi cực gì đó, có tác giả dùng từ hồi cực, thì nó đi ngược từ thượng tâm mạc đi vô nội tâm mạc. Như vậy thì theo lý thuyết, theo mình suy nghĩ thì hai cái phải ngược chiều nhau chứ, đúng không? Hai cái phải ngược chiều nhau. Nhưng mà vậy tại sao sóng QRS và sóng T lúc nào mình thấy nó cũng cùng chiều với nhau hết? Đáng lẽ QRS dương thì sóng T phải âm, và ngược lại, tại một cái đi từ trong ra ngoài, cái từ ngoài vào trong, đó là cái hướng khử cực thôi. Nhưng mà còn cái vector điện thế thì nó vẫn là giống nhau. Vector điện thế giống như là người ta vẽ cái hình này nè, nghĩa là cái xe này nó chiếu một cái đèn pha vô cái bức tường này, thì anh chị thấy
hướng vậy, xe nó đang đi tới vậy, nó cũng có cái hình này mà nó đi lui anh chị. Mặc dù xe nó đang lui nhưng mà anh chị thấy nó vẫn chiều của cái đèn pha nó vẫn hướng cho đường, ý là vậy. Nghĩa là cái sóng T, quy rẽ và sóng T nó giống như vậy, nó tương tự như vậy. Là mình nhìn, nếu mà mình không có thấy, mình chỉ nhìn cái này thôi, cái đèn thôi, cái hướng của cái đèn chùm đèn pha thôi, mình không có điều chỉnh cái hướng của này, thì nó vẫn hướng từ cái đây, từ trái qua phải. Nghĩa là sóng T cũng vậy, quy rẽ vẫn là vậy, sóng T là âm như vậy thì thấy, nhưng mà hướng thì tổng cộng vector nó vẫn là hướng từ trái qua phải, nên hai cái đều là tương tự cùng hướng đó. Thế đây trường hợp tình huống đó, anh chị thấy từ nội mạc đây là endo là nội mạc, đây là cái hướng thượng cực, đây là hướng tái cực, đây là hướng tái cực, hai cái hướng khác nhau nhưng vector điện thế thì vẫn là đi từ cái âm và cái dương này. Vector điện thế thì giống nhau, chỉ cái hướng thượng cực là mình thấy khác, nhưng mà thực tế vector điện thế thì vẫn giống nhau. Nên về sau QRS là dương và sóng T vẫn dương, mặc dù hướng thượng cực khác nhưng vector điện thế thì vẫn từ nội mạc, hướng thì khác thôi, nhưng vector điện thế, cái chiều dùng để điện thế thì nó vẫn giống nhau, cùng hướng là nó hai cái nó cùng chiều. Trường hợp thiếu máu cục bộ thì sao ạ? Mình đã nói rồi, thiếu máu cục bộ nó sẽ đi từ cái mô bình thường đến mô bệnh lý, từ mô bình thường đến mô bệnh lý. Ở đây thiếu máu cục bộ trong đây, trong ba đây, còn mô bình thường ở ngoài đây, thì vector điện thế nó sẽ đi từ cái mô bình thường đến mô bệnh lý ngược đây, trong khi ở đây thì QRS thì đi từ trong ra ngoài đó. Nên là về sau trong trường hợp thiếu máu cục bộ và dưới nội mạc thì mình thấy cái sóng T nó đảo như vậy. QRS là vẫn bình thường, là đi từ trong ra ngoài và từ âm ra dương đây, trong khi nếu mà thiếu máu cục bộ đây thì vector điện thế sẽ đi từ mô bình thường đến mô bệnh lý. Mô bệnh lý là trong, mô bình thường ở ngoài, đi từ đây. Như vậy thì nó ngược chiều với lại cái điện thế điện cực mình gắn ở đây, nên sẽ đi một cái sóng T âm đảo. Đây là thiếu máu dưới nội mạc, thay đổi của sóng T, hồi nãy là thay đổi ST. Thiếu máu cơ tim nó sẽ ảnh hưởng đến ST là T, ảnh hưởng đến cái tái cực. Khi nặng nữa nó sẽ ảnh hưởng đến thượng cực và sóng quy đó. Rồi. Còn trường hợp nếu thiếu máu cơ tim suy thận, xuyên một xuyên thành, để là tắt cái động mạch thượng động mạch ở đây, toàn bộ cái vùng ở dưới đây bị thiếu máu hết, thì nó sẽ sao ạ? Vùng đây bị thiếu máu đúng không ạ? Vùng đây bị thiếu máu, vùng đây cũng có nhưng mà ít hơn so với vùng ở đây nặng ha, thì nó sẽ vector điện thế sẽ đi từ vùng ít thiếu máu hơn đến vùng thiếu máu nhiều hơn. Như vậy sóng T nó sẽ dương trong trường hợp thiếu máu cơ tim xuyên thành và giai đoạn sớm, làm nó chạy vô rất sớm trong vòng vài giờ đầu, cũng như vài đầu mấy chục phút đầu sinh động. Có khi mấy anh chị không thấy giai đoạn này là tại sao? Người ta qua đến mấy tiếng rồi,
ta đến sớm quá mấy anh chị không có thấy giai đoạn T tối cấp này, là hai bên HQ là T tối cấp. À, trong vòng mấy phút, mấy chục phút đầu người ta đến mấy tiếng rồi. À, tại vì chị biết rồi, cái giọt máu cơ tim là nó sẽ đau tăng dần, nó gọi là kiểu đau là crescendo, là tăng dần. Còn cái đau mà do móc tách động mạch chủ ngực thì nó đau tối đa ngay lúc đầu luôn, maximal onset là khởi phát, đau tối đa ngay từ lúc khởi phát luôn. Nó đặc điểm nó khác, nó khác nhau như giữa cái giọt máu cơ tim với lại phần bóc tách động mạch chủ ngực. Cái kia là đau ngay lúc khởi phát, đau đạt đến tối đa, còn cái này đau từng người tăng dần lên. Giai đoạn chảy thì lúc đó vùng, cái vùng xa đó, đây là tóc vùng đây, vùng xa bắt đầu thiếu máu nhiều hơn. Tại vì nó xa nó sẽ bị thiếu máu nhiều hơn rồi, giai đoạn chảy rồi. Không, thì anh chị thấy là ở đây nó ít thiếu máu hơn, đây thiếu máu nhiều hơn. Vector điện thế nó đi từ mô ít thiếu máu đến mô thiếu máu. Như vậy giai đoạn trễ của thiếu máu cơ sinh sinh thành, sóng tê nó sẽ đảo. Anh chị thấy không? Đúng không? Diễn tiến tê nó sẽ đảo. Đây, đây là cái diễn tiến của nhồi máu cơ tim ST trên lên nhồi máu cơ tim sinh thành đó. Yeah, là bình thường. Trước khi thiếu máu về nguyên nhân tắc nghẽn của máu đông trong động mạch vành. À, rồi cái tắc cấp vài phút, mấy chục phút đầu anh chị thấy tê cao nhỏ đối xứng tê khổng lồ. À, cái này là tê tối cấp. Khi mình thấy ồ có vẻ bình thường quá. À, mà người làm có đau ngực nghe mấy anh chị, mà vô sớm mà tê cao tối cấp như vậy là chị thấy người ta sớm chứ không phải là chưa có gì, không có phải là tê trên lên chưa hoa. Sau đó mấy anh chị thấy giờ sao, anh chị thấy là ft nó trên lên rồi, anh chị thấy ft nó trên lên giờ không đó, sống tê bắt đầu không rõ là ft trên lên giờ nè. Rồi đến giờ đến mà một ngày thì anh chị thấy bắt đầu xuất hiện của sóng quy, đúng không ạ? Sóng quy ft cũng còn trên, sau đó thấy sóng t nó đảo là giai đoạn bắn cấp anh chị, giai đoạn cấp tối cấp bán cấp anh chị. Và giai đoạn này giai đoạn mãn tính hoặc là cũ, mình đọc là trên điện tâm đồ mình đọc là có sóng quy mình tí, đây là nhồi máu cơ tim cũ ha, đây là sóng quy mình tí nè, sóng b nè, sóng quy mình tí nè, sóng r nè, ft đẳng điểm rồi, và đây là sóng t ha. À, thì thấy không, đây là nếu mà ta đến bụng mấy năm hoặc là mấy tháng rồi, à, nó sẽ quy bệnh lý, thì lúc đó mình đọc là nhồi máu cơ tim cũ trên điện tâm đồ. Rồi giai đoạn này là giai đoạn bán cấp nè, giai đoạn bán cấp nè. Mình động mạch vành thì mấy anh chị biết là động mạch vành nó có và ba nhánh ha. Cái nhánh động mạch vành trái là có thân chung ở đây, thân chung nó đoạn ngắn ra đi ngang, đây là thân chung, nó mới chia ra đoạn nhánh mũ và nhánh liên thất trước nuôi với bên trái của trái tim nha, động mạch vành phải ha. Anh chị thấy bên đây thì khi mà trong trường hợp mà bệnh nhân bị sơ vữa động mạch đó, cái mảng sơ vữa nó không có ổn định, thì nó nứt, nó vỡ, nó loét sơ vữa ra. Nếu mà nó tắc một phần thì có nhồi máu cơ tim không ST trên lên. Bây giờ người ta gọi là hội chứng gom chung, hội chứng mạch vành cấp không ST trên lên, hội chứng mạch cấp không ST trên lên, tiếng Anh là NSTB, nhồi chứng mạch cấp không ST trên lên. Còn này tắc hoàn toàn luôn sẽ ra là nhồi máu cơ tim ST trên lên. Còn nhấn mạch vành cấp không ST trên lên có hai thể là nhồi máu cơ tim ST không trên lên và đau thắt ngực không ổn định.
đúng không? Hai cái khác nhau là gì? Cái men tim tăng lên, nếu mà nhồi máu thì có men tim nó tăng, còn đau tức là không ổn định thì men tim không tăng. Và nhồi máu cơ tim không hết đê cho nên nó chỉ tổn thương dưới động mạch. Vector điện thế đi từ cái mô bình thường đến mô bệnh lý. Đó, đi hướng từ ngoài vô trong đây mà ở điện cực V5 là ở đây. FT nó đi xa điện cực mình đặt thì nó đi một cái sóng âm trên xuống đường thẳng điện. Đó. Còn đây tổn thương dưới động mạch là xuyên thành. FT trên lên là đi từ mô bình thường đến mô bệnh lý mà hướng về phía điện cực. Nên FT sẽ trên lên. Đây là tiêu chuẩn chuẩn nhồi máu cơ tim mới nha anh chị, mới nghĩa là nếu định nghĩa là nhồi máu cơ tim ST trên lên khi nào ST nó trên 1 mm trở lên ít nhất 2 chuyển đạo liên tiếp trừ V2 V3 thôi. Ở V2 V3 thì ở nam mà 40 tuổi trở lên đó thì phải là 2 mm chứ không phải là 1, và ở nam dưới 40 tuổi thì cần phải 2.5 mm và ở nữ thì phải là 1.5. Riêng V23 còn các chuyển đạo khác chỉ cần 1 mm là đủ. Tiêu chuẩn mới của nhỏ cơ tim ST lên lên nha anh chị. Đây mới nói là nhồi máu cơ tim ST trên lên hoặc là lóc nhánh trái mới xuất hiện cũng tương đương là nhồi máu cơ tim ST trên lên nha mấy anh chị. Ví dụ như là bệnh nhân đau ngực điển hình kiểu mạch vành vô bệnh viện mà mình đo mình thấy có lóc nhánh trái mới xuất hiện, nếu người ta có điện tâm đồ cũ mình đưa so mình thấy lúc đó trước đó chưa có lóc nhánh trái, bây giờ mới có lóc nhánh trái mới xuất hiện mà đau ngực nữa, đó là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên luôn á. Xử trí như là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên. Còn trường hợp mấy anh chị không biết đó là cũ hay mới đúng không, người ta không có điện tâm đồ cũ vô có cái lóc nhánh trái đau ngực mà có lóc nhánh trái mà anh chị không biết đó là mới xuất hiện hay là cũ đúng không, thì lát nữa mình sẽ nói cái tiêu chuẩn để mình chẩn đoán là có nhồi máu trên cái lóc nhánh trái đã sẵn có ha. Còn nếu mà có sẵn thì ok rồi, nếu mà mới luôn thì coi như là xử trí như là nhồi máu cơ tim ST trên lên. Còn mình chỉ phân vân nó là cũ mà có nhồi máu cơ tim trên đó hay không. À, thì lát nữa mình sẽ nói cái tiêu chuẩn Gabosa để chẩn đoán cái đó là, thì để nhắc là không phải là ST trên lên đâu nha, mà nhồi máu cơ tim mà có cái lóc nhánh trái mới xuất hiện là tương đương cái ST trên lên thì phải xử trí sao cho bệnh nhân đi can thiệp mạch vành liền ha. Nó khác không trên lên là vì vậy phải đi can thiệp mạch vành cấp cứu thôi. Đây là các nguyên nhân mà anh chị cần chú ý để mình phân biệt giữa một cái thật sự là nhồi máu cơ tim ST trên lên hay là ST trên lên do các nguyên nhân khác. Có nhiều nguyên nhân gây ST trên lên lắm trên điện tâm đồ, chứ không phải chỉ có một nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim gây ST trên lên thôi, rất là nhiều nguyên nhân mà anh chị sẽ biết. Thứ nhất, đây là anh chị thấy cái này là mấy anh chị đo điện tâm đồ thường gặp lắm, mình thấy nó trên hơi trên vậy ha mà nhỏ mà anh chị có vẻ đối xứng, mình lúc nào cũng phân vân ha, phân vân đúng không, cái này anh chị gặp hoài mấy anh chị phân vân đúng không, không biết là cái này có nhồi máu không nha. Thì
đặc điểm của dòng marketing chúng ta chênh lên là nó chênh lồi nha mấy chị. Chênh lồi, thứ nhất là nó chênh lồi. Chênh lồi là trên vòm lên lồi, chứ không phải trên lõm mình đó, mà trên lồi. Thứ hai là sao? Nó phải có hình ảnh soi gương, nghĩa là vùng trước nó phải soi gương thành sao, ví dụ vậy, hoặc thành thành dưới để AVF nó phải soi gương với lại ở thành D1 AVL và ngược lại, nghĩa là tại vì sao nó tắt một cái nhánh nào đó chứ không phải tắt toàn bộ, đúng không ạ? Tại vì nhờ máu cái tim mà nó chỉ cắt ai xui lắm mới tắt nhiều hết, tắt một nhánh thôi, thì cái vùng đó bị nhồi máu hoại tử thì cái thành đối diện hồi nãy em nói nó sẽ soi gương, nghĩa là khu trú và có hình ảnh soi gương. À, còn viêm viêm màng ngoài tim thì sao? Nó viêm toàn bộ cái màng ngoài tim, viêm đa thành đa tạng thì nó có ảnh hưởng đến cơ tim, như vậy thì nó trên toàn bộ hết, nó không có trên khu trú một cái vùng. À, giống như là anh chị thấy nhồi máu não cũng vậy, anh chị thấy cái dấu hiệu thiếu máu đợt thần kinh định vị đúng không, nó phải khu trú thôi, còn cái nào mà tình trạng mà giảm tưới máu toàn bộ do huyết áp thấp, giảm tưới máu lên não thì người ta sẽ tưới máu toàn bộ cái vùng tưới máu não do giảm tưới máu lên não của con. À, còn cái này đó, cái này là phải có khu trú nha, nhồi máu cơ tim lúc nào cũng có khu trú và soi gương và trên lồi. Còn cái này chị thấy cái này thường bình thường, người bình thường anh chị đo sẽ thường gặp nhiều đúng không, và anh chị vân vân sợ không biết có nhồi máu không đúng không. Tái cận sớm cũng gặp, thường gặp ở nam trẻ tuổi, hai vô có đau ngực và mình sợ có nhồi máu không. Nam trẻ tuổi mà anh chị thấy không có yếu tố nguy cơ tim mạch gì hết, không có tăng huyết áp, không có hút thuốc lá, không đái tháo đường, không rối loạn lipid máu, không tiền căn gia đình có bệnh tim mạch sớm. Tiền căn gia đình có bệnh tim mạch sớm là sao? Nam dưới 55 tuổi, nữ dưới 65 tuổi, đó là tiền căn gia đình có bệnh tim mạch sớm đi, thấy không? Mà anh chị thấy nó có ST nó trên, hơi trên lên vậy nè, anh chị phân vân, mà nó có cái bóc này là sóng gì đó đó. Đó, và tỷ lệ của ST nè và sóng T đó, anh chị chia ST này có trên 1mm, còn sóng T này 6, chia ra nó dưới 1/4, cái này 1/6 nhỏ hơn 1/4, đó là của tái cực sớm ha. Cái này tái cực sớm nè, mũi tên anh chị thấy hơi trên mà nó có cái khất, đó là của sóng gì đó, sóng gì điểm gì nó trên lên, cái này là độ tái cực sớm thôi, nhưng phải có nhiều máu tái cực sớm, nhất là ở chuyển đạo trước ngực ha chị, nó xuất hiện ở chuyển đạo trước ngực, anh chị thấy ở V3 đúng không, V4, V5, từ V3 đến V5, V6 á, anh chị thấy chuyển đạo trước ngực mà lâu vậy, lâu lâu các anh chị gặp hoài à, nếu mà ai đọc điện tâm đồ thường xuyên sẽ thấy ha, cái trên nền mà nó có cái khớp đó là họ tái cực sớm, nhất là trên bệnh nhân nam cho tôi biết không có gì. Lóc nhân trái là nói rồi, vì sao nó có thay đổi STT thứ phát, tụi em có nói thay đổi ST và T thứ phát không phải nguyên phát. Nguyên phát là hồi nãy em nói thiếu máu cục bộ thì nó là thay đổi, nguyên phát là nó thay đổi ST do cái gì ạ? Do nó thay đổi cái điện thế màng tế bào, còn cái này đâu có ảnh hưởng, cái này nó ST nó trên ngược chiều phúc bộ VNS là do gì? Tại vì cái này rối loạn khử cực, lóc nhánh trái nhánh trái nó bị gấp, phải đi từ bên phải đi nhánh phải qua khử cực, từ phải qua trái nên nó thay đổi chiều khử cực, nên chiều tái cực cũng bị ảnh hưởng, nên người ta gọi là thay đổi STT thứ phát là vậy. Thứ phát là do khử cực bị thay đổi chiều nên tái cực
bị thay đổi, gọi là thứ phát. Còn nguyên phát là bản thân cái tái cực nó bị thay đổi do thay đổi điện thế bạn có làm đó. Rồi đây mấy anh chị thấy nó trơn ngược chiều mức độ quy lẻ. Ví dụ đây em là nhỏ S lớn đúng không ạ, là âm thì ST nó sẽ trên dơ lên và tê dương đó, nó ngược chiều. Còn ở đây quy lẻ S dương thì nó ST nó sẽ xuống trên xuống tê âm, đó là thay đổi thứ phát do lốc nhân trái đúng không đó. Như vậy mình nhìn vô nếu mình không để ý góc nhánh trái mình nói ồ cái này có nhiều nhồi máu cơ tim, chúng ta bệnh nhân vô đau nữa đúng không, anh chị nói ồ cái này một rồi nè, một hai rồi nè, ồ cái này lên tới hai rưỡi luôn đúng không. Rồi mấy anh chị thấy sợ quá, đúng đủ tiêu chuẩn kia rồi, đủ tiêu chuẩn hồi nãy nói là V2, V3 ha, có thể là 2.5 là nam dưới 40 tuổi á, 2.5 là ồ cái này có sợ có đủ tiêu chuẩn không đúng không. Nhìn vô mấy anh chị đủ nhồi máu cơ tim ST trên đơn đúng không, mấy anh chị không để ý nó là lóc nhánh trái, mấy anh chị nói đây là nhồi máu cơ tim ST trên đơn à, nhất là bệnh nhân vô cũng than thẳng ngực gì đó à, thì mình khi là thay đổi nhồi máu cơ tim mà thử men tim ra không có tăng gì hết, bình thường men tim động học nha anh chị thử. Bây giờ men tim mới nhất là một tiếng và trước là 6 tiếng, sau đó rút lại thành 3 tiếng, sau đó bây giờ là cũng mới nhất là 1 tiếng HF troponin IET là siêu dài đó, có 1 tiếng thôi, 1 tiếng để mình có thể loại trừ hoặc là chẩn đoán nhà báo cái tim ha, âm là chỉ loại trừ ha, còn dương thì chị sẽ làm mẫu tiếp. Đây chắc 3 tiếng thôi, chưa có 1 tiếng lần. Đúng rồi Lâm, 3 tiếng ha. Nhưng mà nếu 1 tiếng thì nó tăng lên bao nhiêu là mình nghĩ là nó nhỏ. À, có cái gà này hướng dẫn cái đó hết, có cái số hết là mình sẽ làm từ nó có cái số là bao nhiêu tăng, thường là sẽ 50%, thường là 50% là chắc chắn đó, sau cái mẫu sau mà trên 50% là chắc chắn à, còn dưới đó mình cần thử lại nữa, chứ còn cái mẫu sau mà bắt các mẫu đầu mà 50% trở lên tức là tăng có ý nghĩa, nó tùy nữa. Anh xài anh xài T thì Y T đó, T thì nó có số á, nó của Abbott, của Abbott T nó chỉ có của Abbott thôi thì nó có số á, nó có số á là 14 52 52 gì đó thì nó có số tăng hết. Còn cái mới này em không biết, chắc anh chưa có, cái mới mới 1 giờ đó. Còn cái của anh là 3 giờ rồi. Dày thấp trái cũng vậy, cũng thay đổi ngược chiều quy rẽ luôn nha mấy anh chị. Đây quy rẽ âm ST sẽ trên lên và tê dương, còn ở đây quy rẽ dương ST trên xuống tê âm, thấy không, thì nó thay đổi ngược chiều với lại phúc bộ quy rẽ đó, là gọi là thay đổi ST tê thứ phát do dày thấp trái. Thì ở đây bữa em có nói rồi, đây là tăng gánh tâm còn thu, các chị thấy không, đây là dày thấp trái em là cao và ST trên xuống tê âm mở V5 V6 và D1 AVL, đây là tăng gánh tâm thu, đây là quá tải áp lực trong trường hợp dày thấp trái. Còn giãn thấp trái bữa em có nói rồi đó à, đúng không, giãn thấp trái thì R nó sẽ cao hơn V5, V6 nhưng mà ST lại trên lên và tê dương cùng chiều, đó là giãn thấp trái, đó là trường hợp tăng gánh tâm dương hoặc là quá tải về thể tích.
trước mấy anh chị thì cứ không phân biệt, mình cứ nói là dày dày thôi, nhưng mà mình cao hơn mình nói là dày, dày này là dày thất thật sự hoặc là giãn thất. Dày thì có tăng huyết áp, hẹp van động mạch chủ, hay là bệnh cơ tim thủy đại nó hẹp đúng không? Nhưng mà giãn thì có thở van hai lá, thở van động mạch chủ, không viên thất. Viên mạc ngoài tim, cái bài cái này cũng phần có phần có nói là cái trong bằng cái bệnh các điểm tâm đồ trong bệnh lý khác em cũng có nhắc lại bốn giai đoạn, đúng không? Mình sẽ nhắc lại cái viêm màng ngoài tim nó có bốn giai đoạn trong tập viêm màng ngoài tim cấp cho điểm tâm đồ, nó sẽ phân biệt với lại nhồi máu cơ tim bằng cách là em nói rồi, viêm màng ngoài tim thì nó sẽ trên lõm, ST trên lõm, còn nhồi máu cơ tim là trên đồi. Và thứ hai là viêm màng ngoài tim thì nó sẽ trên lan tỏa hết các huyệt đạo, và sao BR nó là trên xuống, BR trên xuống, anh chị thấy BR nó là trên xuống, và BR nó trên xuống và ST là trên lên, trên lan tỏa hết. Hôm đó mình sẽ nói sao, nhưng mà đặc điểm của cái viêm màng ngoài tim là vậy ha. Trên do anh chị thấy BR nó trên xuống nè, ST trên lên, BR nó trên xuống, trên lan tỏa và trên lõm. Một người bệnh nhân thường là biểu hiện viêm màng ngoài tim, mấy anh chị vô người ta vô đau ngực kiểu màng ngoài tim là hít sâu vô tim đau, hít thở sâu vô bệnh nhân sẽ đau, đau ngực khởi phát đau ngực sau. Trước đó thường là bệnh nhân bị nhiễm siêu vi, có triệu chứng nhiễm siêu vi, triệu chứng giống như cúm hay nhiễm siêu vi mấy ngày trước đó, sau đó đột ngột đau ngực kiểu màng phổi mà tiêu hít vào sâu, đau nằm xuống, đau ngồi dậy, cúi người ra trước bớt đau, đau ngực kiểu màng ngoài tim mà trên một bệnh nhân mà trước đó giống như là bị nhiễm siêu vi, thì anh chị cho người ta đo điện tim mà thấy ST nó trên lõm lên tất cả các huyệt đạo, BR trên xuống, thì anh chị có nghĩa là chẩn đoán tại là viêm màng ngoài tim cấp. Phình mắt thất, phình mắt thất là sao ạ? Sao cái nhồi máu cơ tim nó bị cái vùng cơ tim nó bị hoại tử đúng không? Nó sẽ gọi là bị tái cấu trúc lại, anh chị thấy cơ tim nó sẽ thành tim nó mỏng ra, nó giãn ra, đúng không ạ? Thì trước bữa mấy anh chị học siêu âm có nói không? Siêu âm tim có nói không? Không có nói hả? Trong siêu âm mà nhồi máu cơ tim cấp á, thì mấy anh chị thấy là nó sẽ giảm cái echo, gọi là cái echo của cái thành tim á, nó sẽ giảm. Nhồi máu cơ tim cấp á, gọi là nó màu nó sẽ đen hơn, rồi echo nó sẽ kém, gọi là nó đen hơn. Giảm tuyến máu cấp mà anh chị thấy là echo nó sẽ đen hơn, và sao nữa, cái vùng của mà nhồi máu thiếu máu nó sẽ giảm động, là vô động, và anh chị thấy thần đối diện kia nó sẽ tăng động một trừ lên, thành lòng ha, thành lòng chụp cấp cứu mà muốn mà có bệnh nhân ngồi báo cái tim mà thấy cái siêu âm tim ra siêu âm ha, anh thấy cái vùng, một cái vùng thành trước, thành bên, thành dưới, anh thấy vùng đó nó echo nó hơi kém hơn so với cái thành khác, và vùng đó nó giảm động hoặc là vô động, và vùng khác nó tăng động một chừng. Cái đặc điểm của siêu âm tim cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Còn nếu mà anh thấy nó cũ rồi, nó cũ ha, thì anh thấy là cái thành tim nó bị mỏng đi, cái thành tim nó mỏng đi, nó tăng echo lên,
là nó sẽ dày lên, echo dày lên, gọi là sáng hơn, màu trắng hơn, sáng hơn so với mô bình thường, mà thần tim nó mỏng đi, đó là cũ, đó là nền quan cơ tim cũ rồi, đó là nền quan cơ tim cũ rồi. Còn mình bắt phát cũng vậy, là cái biến chứng của cái nhồi máu cơ tim nó làm cho cái thần tim nó bị phần là kéo dài luôn. Nhồi máu cơ tim nó mình thấy nó còn trên lên hoài, ST nó còn trên lên hoài mà nó không có trở về đường đẳng điện sau một cái nhồi máu cơ tim, thì mình phải nghĩ đây là do bệnh bắt thấp. Bệnh bắt thấp mình phải nghĩ khi nào người ta đã có nhồi máu cơ tim và leo rồi ha, giai đoạn mãn rồi mà nó không chịu về đường đẳng điện, thì mình chị mới nghĩ cái đó là do bệnh bắt thấp nha chị. Tăng ly máu nè, má chị lâu lâu bệnh nhân vô nhập viện có ngừng tim luôn á, má chị gặp chưa? Hoặc là bị nhiễm trọng, em gặp mấy ca rồi, nghiêng vô bị lóc AV luôn, lóc nhĩ thất độ 3 luôn, mình phải đặt máy tạo nhiệt tạm thời. Nhưng mà thử ra kali nó cao lắm, thử cái ra là kali cao, tại vì mình không có kinh nghiệm. Lúc đó mình có kinh nghiệm mình sẽ chú ý, thì anh chị xử trí cái đó tự nhiên nó ra luôn à, nó ra luôn, lóc nhĩ thất độ 3 luôn. Ví dụ như là lúc đó em đặt đặt máy tạo nhiệt tạm thời luôn á, qua đường tĩnh mạch đặt vô đây thì nhịp tim người ta nhanh lên. Nhưng mà cái bà đó bà hay lắm, là kali bà rất là chạy, chỉ cần kali nó trên bà có người trên 6-7 năm thôi, nó không cao nhiều, là vô lóc AV, là vô nhịp chậm và lóc AV, lóc nhịp thấp độ 3, đặt máy tạo nhiệt thì mình không biết đặt, sau đó thử ra kali thấy cao cho dùng những thuốc hạ kali, truyền insulin với glucô rồi đó, rồi lợi tiểu rồi mấy anh chị biết rồi. Nhưng mà trước mắt là phải dùng canxi ha. Canxi khi nào mấy anh chị thấy mà nó tăng kali máu nhưng mà lại bị rối loạn, nó bắt đầu nó có rối loạn nhịp thì phải dùng canxi liền. Có trường hợp mà nó chưa có rối loạn nhịp, chưa có biểu hiện gì rõ thì anh chị dùng những biện pháp để hạ kali, tại vì canxi nó không hạ kali, canxi để là ổn định mạch, điện thế mạch thôi, để không bị những rối loạn nhịp thôi, chứ còn nó không có phải làm giảm kali, chỉ có insulin đưa gluco vô tế bào, ok, insulin gluco đưa kali vô tế bào nó mới giảm. Đó là lợi tiểu hạ kali nè, đúng không? Rồi anh chị tìm bicarbonate làm kiềm hóa kali cũng giảm, đúng không ạ? Rồi kích thích beta 2 cho cảm để cho ung, ví dụ albuterol, salbutamol nó cũng đưa kali vào tế bào thì nó làm giảm, hoặc là uống cái cây dây salad, đúng không ạ? Cái dụng mà trao đổi kali lại natri ở đường ruột đây ha, thì nó thải kali ra, còn cái canxi đó làm ổn định mang tế bào chống rối loạn nhịp vô cái tăng kali chứ không có hạ kali. Thì cái ca đó thử ra kali có 6-8 thôi, điều trị nó xuống cái ngưỡng 5-7 là gần như hết lóc luôn, hết lóc chỉ thấp độ 3. Thì một trong những trường hợp mà mấy anh chị thấy mà bệnh nhân vô bị nhiễm trọng lóc chỉ thấp độ 3 mà trên bệnh nhân có bị cái gì suy thận mạng, suy thận mạng mà chị không nhận ra đi, thì anh chị thấy người ta có tiền căn, người ta tăng huyết áp và tiểu đường, đúng không? Đấy nó được mà lâu năm rồi đó mà coi chừng có anh chị thấy phù phù ha, thiếu máu ha, niêm thấy nhà mắt bị phù ha, lưỡi nó cũng phù, anh chị là ở miệng của bệnh nhân ra ta có phù kín đáo, cái dấu kẽ răng hai bên lưỡi á, chị coi, còn có thiếu máu, có những dấu hiệu của
của họ chứng u rê huyết cao gì không, mình chỉ phải nghi ngờ rất rõ liền. Nếu chúng ta vô bị nhiễm trọng thì phải nghi ngờ có tăng kali máu không nha. Cái đó cũng đôi khi cũng gặp quá, mà ta vô biểu hiện là nhiễm trọng, nhiễm trọng, nhiễm trọng có thể là lóc chỉ thất nha. Thì mà cái này thì mấy chị chú ý, thầy thấy nó rõ rồi, cái này thì nó rõ rồi ha. Đó, sống tê cao nhọn đối xứng nè, mấy anh chị nói nhọn như thế nào, trả lời nhọn nè, rất là nhọn ha. Cho nên kiểu vậy nè anh chị, đó, cho nên kiểu vậy. Đây mình sẽ học cái bài tăng kali máu, có cái điện tâm đồ của tăng kali máu, thì mức độ ở bao nhiêu đó, thì nó sẽ tăng lên trở về. Và sau đó nó bê, sống bê, mấy anh chị thấy cái lượng bê đó không có luôn, bê là nó kéo dài luôn, quy lẻ nó giãn rộng luôn, giãn rộng và nó thành hình xin luôn á. Là bệnh nhân phát triển tim á ha. Cái kali là thuốc để làm bệnh tim á chị ha. Mấy tưởng tùng người ta sẽ đi tiêm thuốc an thần trước ha, đi ngủ sau đó tiêm kali. Bởi vậy kali mấy anh chị truyền kali mới nghe chậm thôi ha, nó là nhân viên hết. Đây quá cao là anh chị ngay liền. Cái này lúc này là anh chị cấp là canxi 10%, canxi gluconate hay canxi loru gì đó, phải bơm tĩnh mạch liền. Cái này thấy mà cây cao nhọn như vậy là phải nghi tăng kali máu, là tim không chờ luôn đi. Chứ anh chị trong lúc chờ lấy máu, đúng rồi, xét nghiệm máu mà cái cao như vậy là anh chị phải tiêm canxi liền, nó lo bệnh nhân nên tiêm liền. Rồi xong đó chờ dùng những biện pháp thì cũng xin insulin luôn coi hạ liền. Là lát nữa chị thấy đo lại nó trên xuống rõ ràng luôn, rất là mạnh mẽ. Hạ thân nhiệt sống ốc con này nó trên lên mà có hình dạng nó khớp như vậy nè, đôi khi mình tưởng là nó trên lên đó là cái sống Osborne của các Osborne hạ thân nhiệt. Thì khi nào mà chắc là bệnh nhân bị rớt vô một cái hồi trước có người bị vô trong cái phòng đông lạnh của cái nào bị nhốt đóng cửa nhốt đó là bị vậy. Hoặc bây giờ người ta dùng phương pháp là hạ thân nhiệt, điều hạ thân nhiệt để cứu bệnh nhân luôn. Có trường hợp ở Bạch Mai có xảy ra đó là những người bị nhồi máu cơ tim cấp rồi có ngưng tim ha, vô hồi sức thì người ta sẽ hạ thân nhiệt chủ động luôn để bảo tồn cái não, ta sợ thiếu máu não á, rồi ổn định. Nó có nhiều cái mấy anh chị đọc cái phương pháp hạ thân nhiệt trên cấp cứu cho bệnh nhân bị ngưng tim thở đó, làm đó. Thứ chính là hội chứng quên và kinh sinh quay, thì nó cũng có cái trên lên ngược chiều như nè, rồi khi sống cuộc sống đây là sống delta và ST trên ngược chiều quy rẽ, trên ngược chiều phục vụ quy rẽ. Anh chị nghĩ nó là nhồi máu cơ tim, nhất là nó trên mà ngược như vậy nè, sống delta xong cái này chưa rõ, nó trên lên đây nữa, mấy anh chị có nhiều ca đã vô tim mạch không nhận ra, mấy bác sĩ không nhận ra đây là BR nó ngắn nè, đúng không chị? BR ngắn có sống delta đó, đó là hội chứng quên và kinh sinh quay. Nó có thay đổi STT thứ phát ngược chiều với lại phân bộ quy rẽ, mình chẩn đoán là hội chứng loạn cấp ha.
mà không phải. Hội chứng Rurada mình sẽ nói trong bài các hội chứng trong điện tâm đồ. Ở đây thấy ST dạng hình yên ngựa và nó dạng giả lóc nhánh phải. Anh chị thấy giống như giờ dốc nhánh phải vậy đó, RS, R7 đúng không ạ? À? ST dạng như là lóc nhánh phải. Nhưng mà anh chị thấy ở V5, V6 nếu lóc nhánh phải thì S nó sâu đúng không? Còn đây không có, nó chỉ có V1 đến V3 thôi. Rurada nó chỉ ở V1 đến V3 và nó có 3 tiết, mình sẽ học sao. Nó có 3 tiết, mà tiết điển hình là tiết 1, ST trên hình yên ngựa. Đó, V1 trên dạng như này. Bệnh nhân nam trẻ thường bây giờ cũng bây giờ biết cái này rồi, đo ra được nhiều người cứ đọc là Rurada mà trước không biết. Bây giờ nhiều người đọc Rurada luôn. Rurada là cái hình ảnh thôi nha anh chị. Còn để nói nó là hội chứng thì phải có tiêu chuẩn mới nói là hội chứng. Giống như quân Parkinson White cũng vậy. Cái điện tâm đồ mà nó có BG ngắn sóng delta đúng không ạ? VS giảm rộng, ST thay đổi thứ phát thì mình chỉ nói nó là ECG có hình ảnh của quân Parkinson White thôi. Khi nào bệnh nhân có lên cơ điểm nhanh cực phát chân thất, người ta có lên cơ hoặc là người gia đình có người bị hoặc là từng bị ngưng tim do bị trì mới gọi nha chị. Đặt máy tập nhiệm thất phải nè. Nhiều khi mình không có để ý trên đây là cái spine, gọi là cái spine của máy tập nhiệm đó chị. Đây nè, nó khắp xuống vậy nè. Là trước khi mà nó phát ra cái nhiệm của máy nó có một cái spine, thấy không? Đó, mình không có nhìn, mình nói ô đây là nhà báo hay là ST trên lên gì nè, không phải là ha. Đây là diễn tiến nè, cái nãy mình nói rồi. Anh chị thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hồi nãy cái giai đoạn mà anh nói đó, từ mà bình thường đây 1 đến bắt đầu ST trên lên, em có sóng quy, ST bớt trên, sóng T đảo và sóng quy nó bắt đầu nó rộng, sóng quy rộng, ST về luồng đẳng điện và T hết âm và sóng quy bệnh lý. À đây, nếu mà chị gặp giai đoạn này thì anh chị nói là nhà báo cơ tim cũ có sóng quy bệnh lý đúng không ạ? Mà tính rồi đây. Còn bán cấp nè, đây cũng còn bán cấp. Ở đây là cấp tính ha. Còn hồi nãy mình có cái giai đoạn T nối cấp nữa. Đặc điểm là em nói là nhắc, bây giờ nhắc lại hồi nãy là em có nói qua đó, là ST trên lồi nha. Đặc điểm ST trong dòng máu cơ tim cấp là nó trên lồi. Và có khi nó trên lên mà anh chị không phân biệt được đâu là VRS, đâu là T, V1 cái dày luôn nè, nó gọi là V1 luôn ha. Thì có trường hợp vô gặp cái trường hợp này luôn, anh là thấy là đôi lúc anh đo VRS nó nhìn như dưới này luôn nè, có không? Chưa thấy ha. Thì tắt và bằng nó giống led men, anh dùng lớn vậy thì thấy là giống như dày, tử vong nó cao. Rồi soi gương đó, soi gương là em nói đặc điểm thứ ba trong nhà máy cơ tim, đó là hình đặc điểm là ST nó soi gương. Soi gương là sao, là vùng thiếu máu là ở đây đúng không ạ? Thành dưới D2, D3, AVF thì cái thành thật sự nó đối diện là thành này, nhưng mà vì mình không có cái điện cực gắn ở đó thôi nên mình chỉ đo gián tiếp, mình thấy là D1 AV dài nó sẽ là sâu tương với lại thành D2 D3 F, đó là vậy. Nếu mà thật sự đúng là ở đây là nè, đối diện mà soi gương thật sự là ở đây, đây là tiếng máu và đối diện soi gương là phải vậy, nhưng mà mình không có nên mình phải buộc lòng mượn cái này để coi soi gương đó. Ví dụ đây nếu mà nó
ST trên lên ở vùng D2, D3, EBF, đáng lẽ vùng này là, nhưng mà mình không có, thì mình sẽ coi cái vùng D1, ABL, nó sẽ trên xuống. Đó, đây là soi gương là vậy ha. Chứ mình nói là chữ soi gương là vậy ha. Là đối diện cái vùng đó, vùng này nó trên lên, vùng kia nó để trên xuống. Đáng lẽ là phải vùng này nó mới thật sự, vùng này nó mới thật sự, mà vùng này mình đâu có gắn điện cực đâu, mình đâu có điện cực nào khảo sát, nên là phải mở cái vùng này thì nó không phải là soi gương thật sự lắm, nhưng mà cũng có thay đổi, nên mình dựa vào cái vùng này để mình thấy đây là nguyên phát là trên lên và đây là soi gương là do thứ phát, chứ không phải bên đây là bị nhồi máu cơ tim dưới nội mạc, đúng không? Có nhiều anh chị nói đây là thiếu máu dưới thượng tâm mạc, còn đây là thấy trên xuống là anh chị nói là thiếu máu dưới nội mạc. Nó không phải, nó chỉ là soi gương của vùng này thôi. Vùng này bị thiếu máu thật sự, nhồi máu thật sự, còn vùng này biểu hiện là do soi gương thôi nha chị, chứ không phải vùng này là có thiếu máu nha. Rồi đặc điểm sống quy trong nhồi máu cơ tim ST trên lên nha. Bây giờ tiêu chuẩn là từ 0.03 giây trở lên. Sống quy á, độ rộng của sống quy là, nếu mà anh chị nói là sống quy bệnh lý á, là độ rộng nó lớn bằng 0.03 giây, và độ sâu của sống quy á nó lớn hơn 1/4 của sống R cùng với lại của nó, cùng phước bộ của sống R đó là, thì là nó trên 1/4 là mình thấy là sống quy bệnh lý. Còn V2, V3 thì chỉ cần 0.02 thôi nha. V2, V3 lúc nào nó cũng đặc biệt hết. V2, V3 sẽ là 0.02. Nếu thiếu máu cơ tim xuyên thận, mấy anh chị thấy vùng này là hoại tử, không còn tử cực nữa, tế bào nó bị chết rồi, nó thành sơ hóa, thành sẹo rồi, nó đâu còn tử cực gì đâu ha. Giống như là nó là xuyên vậy ha, không có điện thế, không có điện thế, nó sẽ là sống quy giác luôn, hoặc là đôi khi nó là sống quy giác luôn ha, anh chị không có thấy được cái tử cực của tế bào nữa. Đây nhồi máu cơ tim cũ định nghĩa ha. V2, V3 chỉ cần 0.02 nha anh chị, còn mấy cái khác là 0.03 và sâu 1 mm nha. Đó, mấy anh chị chỉ nhớ vậy thôi. Là mấy cái chuyển đạo khác á, thì là 0.03 và sâu là 1 mm, còn không thì nhớ một cái ô nhỏ thôi, đúng không? Một ô nhỏ nó là rộng 0.04 và sâu 1 mm, thì nhớ đó là nếu mà nó một ô nhỏ trở lên là nó là quy bệnh lý rồi ha, quy bệnh lý rồi. Còn riêng ở V2, V3 thành V2, V3 thì nó hơi còn khó một cái, thì nó đặc biệt thì chỉ cần một nửa ô nhỏ trở lên là được rồi ha, vậy thôi, để nhớ là nó chỉ cần nửa ô nhỏ thôi. Còn về sóng S và về sóng T trong nhà báo cái tiền cấp ST trên lên thì sao? Nó có thể vài giờ sau nó đã đổi rồi, nó đã đảo, nó đã âm đảo. Em nói bình thường nó là dương, bây giờ nó là âm thì gọi là đảo. Sóng T nó đối xứng, bữa em có nói rồi, nếu mà T âm nhưng mà không đối xứng thì mình chỉ coi chừng nó là thay đổi thứ phát,
do dày thất, do lóc nhánh vào ha. Còn nếu mà tê âm mà nó đối xứng là do thiếu máu, tê âm mà đối xứng là thiếu máu, tính tê âm mà đối xứng là thiếu máu. Rồi cái này mang chị phải biết cái này, tại vì nhồi máu cái tim thất phải thì thường đi kèm cùng dưới, nên bệnh nhân vô nhồi máu cái tim mà anh chị thấy ST trên lên ở D2, D3, AVS là bụng dưới thì mình phải đo V3R, V4R. Mấy chị biết đâu V3R, V4R ở chưa? Rồi ha. Đúng không? Thì lúc mình anh do lâu lần đầu thôi, còn mấy chị kia đã không biết thầy kia hả? Không biết thầy bắn nó nói hả? Không biết thầy bắn nó nói nha. Có nói rồi đúng không? Mấy chị cũng quên rồi. Nãy giờ mình cũng vui vẻ để có hợp cái đầu thang thai rồi chắc cũng đây ST trên lên 1mm tê dương, đây V3, V4R, anh chị đo V3 và V4R, nếu mà nó trên 1mm là đủ rồi. V1 1mm là đủ thì thường nó tác động mạch vành phải mà độ gần anh chị ở V. Còn cái này ST trên 1mm tê âm thì nếu mà chị cứ nhớ là nhồi máu cơ tim thành dưới thì phải đo V3 L4R, vì nó sẽ kết hợp với lại nhồi máu cơ tim thất phải. Tại vì thất phải nó ta phân biệt sao thì lúc đó mấy anh chị không xài đi chát nha, đúng không? Nhồi máu cơ tim thất phải mấy anh chị không có sử dụng đi chát, tại vì nó sẽ giảm huyết áp á, nó giảm tiền tải mà đi chát nó là giãn mạch, giãn tĩnh mạch nhiều hơn động mạch. Nó giãn tĩnh mạch trước thì nó giảm tiền tải, mà thất phải nó phụ thuộc vào tiền tải lắm, chị giảm nó càng giảm huyết áp nên là tại sao phải chú ý nhồi máu cơ tim thất phải. Có khi mình phải bù dịch nữa chị ha, tại vì người ta thấp quá, mặc dù nhồi máu cơ tim mà có khi mình sợ ha, không có bù dịch, nhưng mà nhồi máu cơ tim thất phải còn có khi là mình phải bù dịch. Mấy chị phải xác định được vùng nào, thành nào nhồi máu cơ tim ST trên lên đó. Trên xuống thì anh chị không cần xác định nha, nhưng mà trên lên thì xác định, trên xuống không chắc ha. Nhưng mà trên lên là nó định vị được cái vùng nhồi máu ha. V1, V2 nha anh chị là bắc, V1, V2 là vùng bắc, V3 là V4 là thành trước. Nên vậy nếu từ V1 đến V4 người ta gọi là trước bắc, đúng không ạ? Từ V3 đến V6 người ta gọi là trước bên, còn chỉ V5, V6 thì ra gọi là thành bên. Còn D1 AVL là bên cao, còn D2, D3 AVF là ra gọi là thành dưới. Còn anh chị thấy từ ST nó trên lên từ V1 đến V6 người ta gọi là trước rộng. Thành trước thì thường nó trên lên hai chỉ thành V1 đến V6 và D1 do tác động mạch xuống, chứ thật là này là tác động đó ha. Thì cái này chắc là hơi khó với anh chị á, cái này hơi khó, chắc không cần thiết nhiều. Mấy cái này nó định vị cho mình cái khả năng là tắt cái động mạch bằng nào và cái vùng nào, cái động mạch nó có thể nó chia làm ba đoạn, là đoạn gần, đoạn giữa, đoạn xa, mà anh chị không cần nhớ nhiều đúng không anh chị? Ví dụ như là nó dựa vào cái nhánh S1 này là cái nhánh bắc, cái này có bị sao nó không chung động mạch bên trái, mà anh chị thấy nó trên ghê không? Nhất là cái AVR đó, mấy anh chị thấy mà AVR nó mà nó trên lên đó
là nó tiên lượng tắt thân chung hoặc là ba nhánh lận nha. Cái AVR đó, đương nhiên cái AVR mình không phải là một tiêu chuẩn để chẩn đoán cho lên nha anh chị, nhưng mà nếu nhồi máu cơ tim ở thành trước, anh chị thấy nó trên nè V1 thì không có thấy, nhưng mà V2 thì thấy trên lên không, trên cao không đó, đây trên nè, trên nè mấy chị đó, ST trên nè, ST trên, rồi D1 AVR mấy chị trên, anh chị thấy trên lên hết không? Đó. Mà AVR mà trên lên này nữa tắt thân chung. Thành dưới mấy anh chị chú ý nha, tại vì có nhồi máu cơ tim thất phải đi kèm, tại vì sao động mạch thành bàn phải tùy theo nó ưu thế sẽ là cái nhánh bổ ưu thế nha anh chị, cái này mấy anh chị cũng không biết luôn, không cần biết để làm gì. Động mạch phải thì sao, D2 D3 các bác sẽ trên lên, và D1 AVR trên xuống soi gương, trên lên là do D2 D3 trên lên là động mạch phải và trên xuống D1 AVR, và nếu mà có thất phải thì V3 V4 AVR có ST trên lên ở V3 hay là V4 AVR. Đây anh chị thấy đây ST trên lên D2, D3, thấy không ạ? AVF và trên xuống ở D1 AVR, anh chị thấy AVR soi gương đây à, đó là nhồi máu cơ tim thành dưới và thường là tắc của động mạch vành phải, chị biết vậy được rồi đúng không? Đó, chị biết vậy được rồi đó, nó có thể là tắc cái nhánh mũ. Động mạch vành nó có ba nhánh thôi hả? Nhánh yên thấp dưới, nhánh mũ với lại vành phải, đúng không? Nếu mà vành dưới nó có thể là do vành phải, không phải vành phải hoặc là nhánh mũ. Nếu mà nhánh mũ á, anh chị thấy sự việc trên lên nè, AVR trên xuống và D1 lúc đó nó trên nhiều hơn AVR ha. Lúc đó D1 nó chơi luôn, còn cái kia thì sao? Mấy anh chị thấy nè, vành phải á thì AVL là trên xuống đúng không, nhưng mà nhánh mũ á thì lại D1 AVL nó hơi trên lên, nó không phải trên xuống không chị đó. Vừa có trên lên ở D2 BVF mà D1 AVL trên nữa, coi chừng tắt ở nhánh mũ vậy thôi. Còn nếu mà D1 AVL nó trên xuống vậy là vành phải. Thành sao? À, đôi lúc mình sẽ bị bỏ sót thành sao. Nhiều ca bị bỏ sót thành sao, tại sao? Tại vì mình cứ chẩn đoán là nhồi máu cơ tim không ST trên lên đúng không? Bởi vậy nói là nhồi máu cơ tim không ST trên lên, tại vì thấy nó đâu có trên thì nó không trên lên, nhưng mà có những dấu hiệu mình gợi ý nó là do soi gương ở V1, V2 mình thấy nó R cao và ST trên xuống, T âm ở V1, V2 thì coi chừng nó là hình ảnh soi gương của thành sao. Thành sao là mình đo ở V7 nè, anh chị thấy người ta vẽ nè, đường giữa xương bả vai là V8 và cạnh cột sống là V9 ha, còn V7 là đường nó sao nha, sao anh chị thấy đây ha, lại V8 V9 đó, là khi nào các chị nghi ngờ có nhồi máu cơ tim thành sao thì mình sẽ đo V7 V8 V9. Mà nghi ngờ bằng cách nào? Nghi ngờ là khi nào mình thấy R cao và ST trên xuống ở V1 V2 nha, R cao và ST trên xuống ở V1 V2 thì lúc đó mình phải làm động tác là đo ở V7 V8 V9. Các chị thấy nó trên nè, thấy không? V7 V8 nó trên V9 thấy không? Đó, đây cũng là nhồi máu cơ tim ST trên lên chứ không phải là không trên lên.
mà nó chênh lên ở thành sau mình bị bỏ sót, mình phải đo về 7, 8, 9. Nếu nó có trên này mình xử trí như nhỏ máu cái tim nó chênh lên, phải đi nằm càng ngày mạch bệnh viện. Chứ chị, anh chị không có đo, anh chị thấy người ta nhỏ máu cơ tim điển hình mà men tim tăng điển hình mà điện tâm đồ dày không có đo 7, 8, 9 thì mấy anh chị nói là đây là nhỏ máu cơ tim không phải tên cho nên anh chị điều trị nội khoa trước, sau đó mấy anh chị đi can thiệp. Trong khi đây nếu anh chị đo 7, 8, 9 nó trên lên như vậy, đó là nhỏ máu cơ tim ST trên lên, và anh chị phải cho bệnh nhân người ta đi can thiệp mạch vành trong cứu liền. Nó khác nhau. Khi nào mình gợi ý, khi nào có nhà báo cơ tim thành dưới D23VS hoặc là có cái hình ảnh V1, V2 mà có R cao, ST trên xuống đó, thì mình sẽ đo V7, V8, V9. Đây, nhà báo cơ tim thành nó bị rung rung cái gì không được thế này à? Đây rung. Anh chị thấy giờ nó trên lên nè, thành bên có thể là V5, V6 và bên cao là D1. AVL thì thấy nó trên lên không? Thường do tóc bệnh hoạt cũ, nhánh mũ thì nó trên lên thành bên. Khi bệnh nhân vừa có dòng áp cơ tim trên lên và lóc nhánh phải, người ta sợ là lóc nhánh phải nó có che giấu, nó làm che giấu cái dòng áp không? Có thể che giấu nhồi máu cơ tim thành sao thôi. Thành sao là em đã nói nãy đó, V7, V8, V9. Tại vì R cao, ST trên xuống đây mình thấy nó, đây là trường hợp mà không có nhồi máu. Bây giờ có nhồi máu, anh chị thấy thay vì lóc nhánh phải thì ST phải trên xuống T âm ở V1 đúng không ạ? Bây giờ nó lại trên lên T dương, vậy là mình nghi ngờ ngay. Tại vì sao? Bình thường á, lóc nhánh phải là có hình ảnh RS, R7 ở V1 đúng không ạ? Và ST nó phải, em nói rồi, trường hợp lóc nhánh nó sẽ thay đổi ngược chiều VDS, nó sẽ trên xuống tay âm. Đó là lóc nhánh phải bình thường. Bây giờ có nhồi máu thì anh chị thấy nó trên lên, thấy không? Nó không có trên xuống. Trong trường hợp bệnh nhân mà có biểu hiện nhồi máu cơ tim mà có lóc nhánh phải mà nó có hình ảnh ST nó không có thay đổi thuyết pháp mà nó lại ngược lại trên lên ở V1 V2, như vậy đây là coi như có nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim nha chị, có là nhồi máu cơ tim trong đây đó. Hoặc là ở V6 thì do cái phần cuối thì nó âm nè, nên nó hơi trên lên tây dương, mà bây giờ nó lại trên xuống tây âm. Nói chung là nó cùng chiều với lại phần cuối quy rẽ đó, là anh chị cẩn thận ha. Khi nào STT mà nó thay đổi cùng chiều với quy rẽ trong trường hợp mà mấy có lóc nhánh, rồi là coi chừng là có nhồi máu, nó mới thay đổi cùng chiều. Bình thường nó thay đổi ngược chiều mà bây giờ anh chị thấy nó thay đổi cùng chiều là phải nghi ngờ có nhồi máu cơ tim trên lóc nhánh ha. Đấy là nhóm cơ tim lóc nhánh phải mà có nhồi máu cơ tim này, bình thường nó là vậy nè. Bây giờ nó có nhồi máu, nó làm ST trên lên T dương ở V1, anh chị thấy không, là phải nghi ngờ ngay nha. Ở đây ở V6 người ta là dương, ST trên lên và T dương, bây giờ nó tự nhiên nó tranh xuống tay âm mà như vậy,
thì phải coi chừng nó có nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có lóc nhánh phải đã có trên bệnh nhân đã có lóc nhánh phải cẩn thận rồi à. Rồi nếu lóc nhánh trái thì sao? Hồi nãy em nói đó, ví dụ như là bệnh nhân vô có đau ngực, có đau ngực nhưng mà người mình không biết cái lóc nhánh trái này là mới hay là đã cũ, đã cũ đã có rồi và đây là có nhồi máu trên cái nền lóc nhánh trái đã có, thì mình sẽ áp dụng ba cái tiêu chuẩn này nha mấy anh chị. Thì bình thường đây nè, bên hình này là bình thường, hồi nãy em nói đây là ở đâu, ở V5 V6 đúng không ạ, còn này ở V1 đúng không, lóc nhánh trái, lóc nhánh trái ở V1 mình sẽ có hình ảnh QS hoặc là rất là nhỏ lớn đúng không, đúng không, còn này là ở V5 V6 hoặc là D1 FL có hình ảnh này và nó thay đổi ngược chiều nè, quy để F dương thì F tên trên xuống tây âm, đó là hình ảnh bình thường của lóc nhánh trái. À, chị đang nhớ là đây là hình ảnh bình thường của lóc nhánh trái. Bây giờ nếu có nhồi máu, có nhồi máu thì sao? Thì em nói rồi, bây giờ nó lại không có trên ngược chiều mà là trên cùng chiều, phải không? Mình chị thấy tự nhiên lóc nhánh trái mà nó ở V5, V6 hoặc D1, AVL mà anh chị thấy tự nhiên nó trên cùng chiều vậy là rồi, bệnh nhân có nhồi máu trên lóc nhánh trái đã có. À, thứ nhất. Thứ hai là nếu ở V1, V2 mà nó trên 5mm trở lên, bình thường nó sẽ trên lên tại vì nó trên cùng chiều đây, à, mà nó trên từ 5 trở lên là có vấn đề, là coi chừng có nhồi máu cơ tim trên lóc nhánh trái. Hoặc là thứ ba là ở V1, V2, V3 tự nhiên nó trên xuống, thay vì nó phải trên lên giống như này, đó là thay đổi chứng phát, bây giờ nó trên xuống như vậy, đây là có nhồi máu cơ tim trên lóc nhánh trái đó. Yeah. Phải trong một trong ba cái này là anh chị nghi ngờ, anh chị nghi ngờ ha. Thì cái thang điểm này là thang điểm Gabosa để người ta chẩn đoán có nhồi máu cơ tim trên lóc nhánh trái không. Còn nếu mà bệnh nhân mình biết vào trước giờ mình đo không có lóc nhánh trái, mình có điện tâm đồ cũ, bây giờ bệnh nhân vô có nhồi máu, vô biểu hiện đau ngực, mình nghi ngờ nhồi máu cơ tim mà đo có lóc nhánh trái mới thì đó là đương nhiên là nhồi máu cơ tim ST trên lên, tương giống như ST trên lên cho đi 5 can thiệp. Còn bây giờ mình không biết là nhánh trái, lóc nhánh trái này là cũ hay mới thì mình sẽ coi nếu có những cái một trong ba cái này thì coi chừng đó là nhồi máu cơ tim trên cái lóc nhánh đã có, lóc nhánh trái đã có thì à phải đi chịu chẩn đoán căn nhồi máu cơ tim cấp đi. Cái này là giải thích cái đó thôi, giải thích cái vụ mà nó bị trên lên vậy ha, trên trường hợp mà mấy anh chị thấy là đây, cái này là trường hợp mà lóc nhánh trái bình thường, bây giờ có nhồi máu thì nó khác, không có cái này thì nó ST nó sẽ đi sóng quy, à, sóng quy có sóng quy luôn, trường hợp này nó có sóng quy và quy này không phải là quy cửa cực quá mà quy nhồi máu ST trên lên thôi, trên cùng chiều đây, các chị thấy thì tốc độ của ta này V1 V2 đáng lẽ nó phải ST trên lên đúng không ạ? À? Bây giờ nó trên xuống nè, V5 V6 ST phải trên trên xuống, bây giờ nó không trên xuống, mà anh chị thấy là D2, D3, ES trên lên đúng không ạ? Thì trên mà cùng chiều QRS bình thường nó phải ngược chiều, bây giờ nó cùng chiều là coi như có nhồi máu
trên góc nhánh trái. Bình thường nó phải trên một chiều, bây giờ nó trên cùng chiều, thì là nó có báo trên cái góc nhánh trái. À, mình không nhớ cái gì á, bây giờ mình nhớ câu là khi mà có góc nhánh trái mà ST mà nó trên mà cùng chiều với lại mức độ quy rẽ đó là coi chừng là có nhồi máu cơ tim trên góc nhánh trái. Bình thường ở bên 1, bên 2 này nó phải trên lên nha anh chị, tại vì hình ảnh RS lớn thì ST trên lên, còn bên 5, bên 6 thì thấy R có móc và ST phải trên xuống thì âm, đó là bình thường. Bây giờ bất thường là nó trên lên như vậy, vậy là bất thường. À, còn nếu mà người ta bị có người mấy chị lâu lâu mới gặp, chắc ở đây ít gặp hơn nè, có bệnh nhân bị chặt máy tạo nhiệt, chặt máy tạo nhiệt à, vì nguyên nhân người ta nhiệt chậm á, lóc bị thấp các anh chị, hoặc là ở chiến xuyên đốt son người ta sẽ đặt máy tạo nhiệt. Thì anh chị thấy nếu mà người ta nhồi máu trên bệnh nhân có đặt máy thì sao, đúng không? Thì anh chị đặt máy tạo nhiệt thì nó ở cái điện cực của thất vải, nó sẽ có hình ảnh lóc nhánh trái, anh chị hiểu không? Tại vì người ta đặt cái một cái dây điện cực vô thất vải để người ta kích điện cho tim, tim nó bị lóc nhánh mà lóc chỉ thất, thì ở thất không có tín hiệu, tại vì lóc từ ở trên thì cái máy nó sẽ kích điện để thất nó có nhận tín hiệu để nó tự cực, cái trái tim nó bóp, co bóp. Thì đó là hình ảnh của lóc nhánh trái. Bữa em có nói đặt máy tạo nhiệt ở buồng thất phải thì nó sẽ có là lóc nhánh trái, đặt máy tạo nhiệt của sẽ có là lóc nhánh trái. À, thì nó làm sao nó giống trường hợp lóc nhánh trái không, thấy không? Trường hợp đặt máy tạo nhiệt thì nó sẽ điện tâm đồ, nó sẽ có hình ảnh lóc nhánh trái và tiêu chuẩn để chẩn đoán nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân đặt máy tạo nhiệt thì giống như là trường hợp bị lóc nhánh trái vậy đó. À, chia ra vậy, nhưng mà để nói là đặt máy tạo nhiệt thì người ta đặt một cái dây điện cực vô buồng thất vải nên là điện tâm đồ sẽ có hình ảnh lóc nhánh trái, và muốn chẩn đoán nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có đặt máy tạo nhiệt thì nó giống tiêu chuẩn của nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân lóc nhánh trái thôi. À, lóc nhánh trái cả hai cái giống. Đây mấy anh chị thấy nè, cái spine đây là những cái spine trước khi máy nó phát cái xung để nó tự cực đó, thì nó có cái tạo cái đường thẳng đi lên, đây là những cái spine của máy tạo nhiệt nha anh chị. Đó, trước thì nó tạo một cái spine này rồi nó mới có tự cực, cái đường tự cực thấp. Thì anh chị thấy nó có hình ảnh lóc nhánh trái là ở V1 nó là hình ảnh QF, và ở V5, V6 là sẽ có R cao. R cao có mắc ở V5, V6. Nhưng mà ở đây mình anh chị thấy sao? Sống quy nó cũng còn, V5, V6 nó cũng còn đây. Anh chị thấy không? Đó là tại sao nó có? Tại vì nó có nhồi máu cơ tim cũ nó mới có hình ảnh sống quy này. Chứ bình thường là không có sống quy này. Tại vì nó làm lóc nhánh nó trái rồi thì thứ tự tự nó khác rồi, nó không còn sống quy bắt này, anh chị nhớ không? V5 V6 chỉ là một sống R cao có mốc thôi. Bây giờ nó có quy này, đây là quy bệnh lý, quy nhồi máu cơ tim cũ, quy đây nha. Đó là nhồi máu cơ tim cũ cho bệnh nhân mà có đặt máy tạo nhiệt ở thất phải nha chị. Không? Đây, sống quy lớn nha nè. À, là có nhồi máu cơ tim cũ cho bệnh nhân đặt máy tạo nhiệt thất phải. Mấy anh chị có nghĩ không? À, nghĩ đi hả? Thấy mấy chị thấy bảo quà
mấy chị đợi chỉ nào ngồi đó thì thấy lơ lơ là biết rồi. Mấy chị ngồi chỉ lơ lơ tăng lên ha, là mặc dù là anh chị thấy trên lên không rõ ha, nhưng mà tê âm sâu từ 11 đến 14, tê âm sâu đối xứng từ 11 đến 14 là coi như có hội chứng quay đen ha, thì là phải can thiệp mạch vành cấp cứu ha. Đó thì nó sẽ là nó tắt cái vòng độ gần của động mạch gánh liên hướng trước luôn, hay nặng nghe chị điều cần là tái tưới máu liền nha. Đây là những cái hình ảnh của thay đổi sóng tê nè. Mấy anh chị thấy sóng tê là bình thường đây ha, lên lại xuống dốc, không có đối xứng. Đó là sóng tê bình thường hình A. A và sóng tê bình thường đây. Đây, nếu mà B là tê cao nhọn đối xứng đáy rộng, đây là đáy rộng ha, là của thiếu máu cơ tim dưới nội mạc. À, rồi nếu mà tê đảo sâu đối xứng, trường hợp mà xuyên thận giai đoạn dễ, mấy anh chị nhớ đó, giai đoạn dễ nó sẽ có tê đảo sâu đối xứng, đây tê đảo sâu đối xứng. Nếu mà ít âm hơn nó cũng đối xứng, à, ít âm hơn thì nó cũng là thiếu máu cơ tim luôn ha. Rồi tê đảo nhưng mà chỉ thấy lông không có đối xứng, đây là trường hợp của thanh tăng gánh độ á, mà chị thấy không, tăng gánh độ thì thay đổi này là nó không có đối xứng nè, thường là không phải do thiếu máu đó, chị thấy làm điểm vậy ha. Còn cái này là hai pha, tê một pha dương một pha âm, gọi là tê hai pha. Còn cái này là tê dẹt nè, tê dẹt là nó hầu như là nó gần như là đường thẳng đó, tê dẹt hay là tê dẹt, thì cái tê dẹt đó nó không có đặc hiệu cho có thiếu máu ha. Tê dẹt có thể là hạ kali cũng có tê dẹt, nhiều trường hợp cũng tê dẹt, nên là không có đặc hiệu, không đặc hiệu nha, cái này không đặc hiệu. Còn mấy cái này đặc hiệu, tê âm sâu nó xứng nè, còn cái này đâu có đặc hiệu nha. Rồi có các dạng, các dạng thay đổi của ST, anh chị thấy không, có nhiều dạng thay đổi lắm nha. Anh chị thấy nè, trên xuống từ sóng R đây nó đi ngang qua luôn, là trên nằm ngang. Còn đây là R xong là S, đây S lên rồi nó mới vòng qua đây, cái điểm G này nó ở ngay chỗ đây à, là nó trên có S mà trên dạng hơi nằm ngang, nhưng mà lại là không phải từ R đi ra. Cái này lúc bữa có chị thấy không đó, cái này sao từ R đi thẳng ra luôn, còn cái này là S xong rồi mới có ST trên xuống, anh chị thấy không? Rồi các dạng ha, rồi cái dạng này nữa là trên xuống mà đi xuống, từ R, từ sóng R trên xuống, ST trên xuống mà đi xuống luôn. Rồi ở đây là ngay cái chân của sóng R luôn, ở đường đẳng điện, thấy không? Anh chị có gặp đúng không? Lâu cũng thấy nè, từ ngay cái đường đẳng điện sóng R nó đi xuống luôn, nó không có phải điểm C. Điểm C là nó bị lệch dưới đây đúng không? Trường hợp cái C á là điểm C nó đây, còn ở đây điểm C nó ngay đây không nè, rồi nó trên xuống luôn. À, có nhiều dạng nha, ví dụ như D là mà anh chị thấy là tăng gánh nè, tăng gánh của tất, tăng gánh tất mà có thể tăng gánh tâm thu, anh chị thấy vậy.
nó ngay cái điểm điểm C ở gần đường ở điện điện đường thẳng điện ha, nó trên xuống luôn. Còn cái này là nó điểm C nó nằm dưới đường thẳng điện. Còn cái này là gì? Trên hoặc trên lõm, hình lõm chế. À, chị thấy là bệnh nhân đang uống đi có xin đó, à, nó ngấm giống ngấm đi có xin đó, ở trên mà trên lõm, hình lõm chế như vậy đó. Nó từ điểm C ở đây luôn, gần được điểm thì trên lõm luôn ha. Rồi còn điểm F này trên xuống mà nó hơi đi lên, anh chị thấy nó hơi đi lên đây đúng không, trên xuống nhưng mà ở đây nó đi lên mà trên xuống nhưng mà chết lên mà nó đi rất là nhanh. Ở đây là có một cái góc nó hơi nhọn hơn, còn cái rất nhọn luôn, anh chị thấy nó đi lên liền ha. Thì mấy cái này không đặt đều ha, thì các chị là nằm ngang hoặc là trên xuống chết xuống là đặc hiệu của thiên máu ha. Còn trên lớn đi lên không phải ha. Có nhiều dạng phải không ha chị, có nhiều dạng trên xuống chứ không phải là chỉ có một dạng nha chị. Đó, cái nằm ngang, nằm ngang hoặc là chết xuống là cổ thiếu máu. Còn trên lớn trên xuống mà đi lên là không phải ha, trên xuống đi lên là không phải đâu. Rồi có một đặc điểm của dòng máu cơ tim đó là sóng R nó cắt cụt. À không có thế mà gây sóng R cắt cụt. Một trong những nguyên nhân R cắt cụt đó là nhồi máu cơ tim cũ vùng trước vách. Các chị thấy diễn tiến, đây là diễn tiến sóng R bình thường là R cao từ V1 đến V5 và hơi thấp hơn ở C6 đúng không ạ? Đó là diễn tiến sóng R bình thường. Bây giờ R cắt cụt là diễn biến của sóng R nó không phải như vậy nữa, và nó cứ từ V4 đến V5, V6 nó chỉ có thấp thấp đè đè đúng không? Và định nghĩa bao nhiêu là cắt cụt là đến V3 mà nó vẫn còn nhỏ hơn bằng 3mm. Sóng R là nó chiều cao nó nhỏ hơn bằng 3mm thì mình gọi là sóng R cắt cụt ở V1 đến V3, từ V1 đến V3. Trong nhồi máu cơ tim trước vách nó có thể gây R cắt cụt nha anh chị. Đây có nhiều nguyên nhân gây R cắt cụt lắm ha, có thể là biến đổi bình thường ha, hoặc là đặt bằng nhầm điện cực từ V1 mình đặt qua V2 hay V3 nó lộn đúng không? Đáng lẽ là ở V3 cao hơn, bây giờ mình đặt nhầm thì nó sẽ gây lộn. Nó lộn là bây giờ là V3 phải thấp hơn V1 đó, là ý là vậy, đặt nhầm điện cực. Và thay vì ở V3 thì bây giờ nhảy đặt lộn qua thành V1 thì là ở V3 lại thấy thấp hơn V1, tưởng nó là cái cột mà đặt nhầm thôi. Hoặc là tim bên phải, à mấy anh chị gặp chưa? Lâu lâu ha, lâu lâu mới gặp một người đảo ngược phủ tạng á, đảo ngược phủ tạng, tim lại bên phải, gan lại bên trái, đúng không? Nách lại bên phải, đảo ngược hoàn toàn luôn. Có người đảo ngược không hoàn toàn, nhưng mà có người đảo ngược hoàn toàn luôn, là nó ngược tại vậy á. Lúc kia cũng khám mà cứ nghe đây và cũng có nghe nhưng mà nó không rõ, người tự nhiên nghe qua bên phải sao nó rõ quá. Và sợ gan đúng rồi, em siêu âm luôn á thì gan lại không thấy ở bên phải,
đặt qua gan bên trái là có gan bên trái, mà bên đây lại là lắp tủ của sao không có gan đó. Rồi tim lại bên phải, lại tim bên trái. Dày thất trái, dày thất trái cũng gây L các cột nhân thì ở bên 1, 3 lóc nhánh, lóc nhánh trái hoàn toàn hay không hoàn toàn nhờ cái tim thành trước hay trước mắt à, đó thành trước hay trước mắt thì có thể L các cột. Khi phải thủng và CVD có thể gây L các cột nhân thì do sao vị trí tim nó bị ứ khí quá. Anh chị thấy tim mình giọt nước không, tim nhỏ rồi đúng không, khí quá tim nó bình thường, nó hơi lệch trái, bây giờ nó bị đẩy xuống nằm thẳng ra, nó không phải nằm giữa đuôi đều đứng, nó nằm mà nó thẳng như nè, tại vì vòng hoành nó bị dẹp hạ thấp. Anh chị nhớ khi nó thủng á, vòng hoành nó dẹp nó hạ thấp, đặc điểm X quang của khi cái thủng á, anh chị nhớ ha, quan liên sườn giãn rộng đúng không, rồi vòng hoành dẹp hạ thấp xuống, rồi cái tim nó bị đứng xuống à, nó bị đứng xuống nên nó làm cho sóng R nó bị cắt cụt ha. Đó, bệnh cơ tim thâm nhiễm hay bệnh cơ tim giãn nở cũng có luôn ha. Thì mình sẽ coi cái bài mà các những phân đồ bệnh lý khác có bệnh cơ tim thâm nhiễm, cơ tim hạn chế hay là bệnh cơ tim giãn nở, một trong những đặc điểm của nó là R cắt cụt, mà sóng R cao ở V5, V6 nhưng mà R cắt cụt trước ngực và biên độ thấp ở diện đặc chi, đó là những đặc điểm của bệnh cơ tim ha. Rồi hội chứng quân và tinh sinh qua nó có thể có gây R cắt cụt ở V1, V2 mà mình chỉ thấy là nói là sóng delta âm, mình chỉ thấy delta nó âm hay gì dương, hoặc là dày thất mãi. Nhiều nguyên nhân nghe anh chị, chứ không phải là tỉ ngọt. Nếu mà nó ST nó trên kéo dài trên 2 tuần trở lên sau nhồi máu cơ tim thì mình gọi nó là phình quá thấp ha. Hồi nãy nói thời gian bao nhiêu là 2 tuần, sau 2 tuần mà mình vẫn đo mà ST nó vẫn còn trên hoài, coi chừng đó là bị biến chứng phần bắt hết rồi nè, hai tuần trở lên. Thì trường hợp nếu mà không có tưới máu thì bớt trên trong vòng 12 đến 24 tiếng. Còn nếu mà tái tưới máu có thể là cơ thể mình nó có cơ chế đông máu và cầm máu mà mấy chị, nó có thể đúng không, nó có thể đông máu và cầm máu, nó cũng có thể tự tiêu cái cục huyết khối, nó bị tắc cái mạch vành, nó tiêu được cái cục huyết khối là tự phát, hoặc là do dùng thuốc tiêu cầu huyết hay là do can thiệp mạch vành. Thì định nghĩa thành công khi nào mà mình dùng tiêu cầu huyết mà ST nó trên xuống trên 50% sau và 60 đến 19 phút thì nó là gọi là tái tưới máu thành công. Nhưng mà mấy anh chị thí dụ như là ở đây mấy anh chị chuyển lên đơn vị tim mạch can thiệp ở mấy bệnh viện dưới 2 tiếng đúng không? Dưới 2 tiếng được không? Ngày ở Thống Nhất, ví dụ Thống Nhất là Thống Nhất đúng không? Là nếu mà anh chị chuyển bệnh nhân mà dưới 2 tiếng thì anh chị không cần dùng tiêu sợi huyết. Đang nói ST trên lên nha. Còn nếu mà thời gian anh chị ước tính là tốt ở sát biên giới đúng không? Sát biên giới thì lên tới bệnh viện Thống Nhất là bao nhiêu, bao lâu thì không tiếng là hả? Không, nếu mà thời gian mà trên 2 tiếng vận chuyển mà anh chị thấy là có khả năng trên 2 tiếng mà nhồi máu cơ tim ST trên lên nha, và trong vòng dưới 12 tiếng đầu, nếu còn quá 12 tiếng không nữa ha, trong vòng dưới 12 tiếng mà anh chị thấy là khả năng vận chuyển bệnh nhân từ ở biên giới, ở mấy bệnh viện biên giới mà về thành phố Chứ Minh để vô cái phòng tim mạch can thiệp á, trên 2 tiếng thì anh chị sẽ dùng thuốc tiêu sợi huyết trước, chuyển thuốc tiêu sợi huyết trước rồi mới chuyển
Còn nếu mà anh chị thấy là thời gian vận chuyển nó dưới 2 tiếng thì anh chị cho đi luôn ha, đi luôn, đi qua lên thành phố gặp cái điều luôn. Nhưng mà sợ mấy ở bệnh viện, mấy ở bệnh viện không có thuốc cho xe buýt, đúng không anh chị? Đúng không? Mấy thuốc ở bệnh viện thì chắc cũng không có thuốc cho xe buýt, nên là cũng phải chuyển thôi. Mặc dù không có thuốc thì vậy, nhưng mà chỉ biết sao giờ cũng phải chuyển. Nhưng mà cho dù anh chị có dục tiêu xài huyết thành công đi chăng nữa thì sau đó còn chuyển sao, không chuyển cấp cứu hoặc là chuyển cứu bản. Cứu bản là sao? Không thành công thì mình phải chuyển đi để cứu bản, hoặc là có thành công đi chăng nữa thì sau đó mình cũng phải chuyển bệnh nhân lên để chụp bệnh bản. Con đường cuối cùng cũng phải vô phòng can thiệp. Chứ nhiều người nghĩ là tiêu xài huyết là xong, cũng phải lên phòng can thiệp thôi. Sau khi mà tái tưới máu á, mấy anh chị sẽ thấy có nhịp tự thấp tăng tốc khoảng một nửa bệnh nhân có luôn, thì đó là cái nhịp bình thường sau tái tưới máu mà. Thì không cần can thiệp gì hết á, tự nó sẽ phục hồi lại, nên thì không cần can thiệp vô cái nhịp tự thấp tăng tốc này cả. Các rối loạn nhịp trong nhồi máu cơ tim, mấy anh chị chú ý để khi nào mà bệnh nhân vô nhập viện mình vì nhồi máu cơ tim, nhưng mà có khi người ta biểu hiện là rối loạn nhịp thì quên chú ý đến cái nhồi máu cơ tim, đúng không? Mà cái nền của anh ta là nhồi máu cơ tim mà nó biểu hiện là rối loạn nhịp, nhịp nhanh. Cho nên ví dụ vô bị nhanh xoang không ạ? Nhịp nhanh xoang hoặc là cuồng nhĩ hoặc rung nhĩ, nhịp bộ nối tăng tốc, nhịp chậm xoang là nhịp bộ nối lóc. Mấy trường hợp mà nhồi máu cơ tim thành dưới rồi ha, tại vì nó có nhánh phải nuôi cái đốt xoang và đốt nhĩ thất á, nên là nó hay kèm theo lóc, vừa có lóc nhĩ thất độ 2, độ 3, độ 1, độ 2, độ 3 và có nhồi máu cơ tim thành dưới luôn. Nhưng mà cái đó là nó thoáng qua thôi anh chị, nó sẽ hồi phục. Chị anh chị can thiệp là nó sẽ hồi phục. Nhưng nếu mà nhồi máu cơ tim thành trước mà có lóc nhĩ thất, coi chừng nó là nặng và nó lóc vĩnh viễn á. Còn ở thành dưới thì yên tâm, chị can thiệp thì là bệnh nhân không có lóc nữa đâu. Nhịp thất mà mình gặp ở ngoài, mà bệnh nhân ngưng tim ở ngoài là đa số là nhanh thất và rung thất. Ở đây mình không ít có chứ, đi nước ngoài mới thì thấy sẽ có đặt cái máy sốc điện, đúng không? Anh có thấy không? Nè, đi ở sân bay nè, đi ở cái tàu điện ngầm, những cái khu vực mà công cộng á, thì sẽ có cái máy tự động khử rung tự động, nó gọi là AED. Máy thử rung tự động bên ngoài, dùng bên ngoài ha. Nó để trong, nhưng mà nó cũng có cái tủ để mình khóa mở ra, đập ra, thấy thì nó sẽ cấp cứu được. Người dân chắc người ta cũng hướng dẫn người dân sử dụng được. Để đập vô, nếu mà ngưng tim mà gặp ngay trường hợp mà nhanh thất rung thất thì nó sẽ đánh sốc điện cái cứu được cho bệnh nhân, đúng không? Còn ở đây mình không có, mình chuyển đi nữa, cần điều chuyển đi nữa, ở Việt Nam này ai mà anh chị đi mà có vô mấy tổng lãnh sự á, hay đại sứ quán, có đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Mỹ, lúc bữa em vô thì thấy có, nó có treo ở trên đó. Chắc nhiều người bị từ chối phỏng vấn mà bị từ chối, chắc là bị lên cơn nhồi máu nên để đó. Đây, nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, điện tâm đồ này mấy anh chị gặp thường, nếu mà ai làm cấp cứu sẽ thấy đây D2, D3, VF, ST trên lên, D1, AVL trên xuống do soi gương, đúng không? Đây, D1, AVL trên xuống, D2, D3, AVL trên lên, đó là nhồi máu cơ tim thành dưới.
và D1 đây là do soi gương chứ không phải là do thiếu máu dưới động mạch gì hết nhỉ. Đây là soi gương. Rồi, nhịp xoang. Đây là nhịp xoang. Đây, đây nhịp xoang. Đây, không có lóc, chưa có lóc. Chưa lóc nghỉ hết gì hết. À, rồi, đây nhồi máu cơ tim cấp thành dưới là sao? ST trên lên ở D2, D3, AVF trên xuống ở AVL, các chị thấy không? Và nhịp đây không có sóng bên gì hết. Mình thấy nhịp quy đẻ nó rộng và không thấy sóng bên, quy đẻ rộng. Mà nhịp này là nhịp khoảng bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4, 5, bao nhiêu nè? Trăm hả? Một, đâu có tới đâu vậy? Một, hai, ba, bốn, đâu có tới trăm. Ba ô mới trăm mà ở đây trên ba ô mà. Ba ô mấy rồi? Ba ô rưỡi rồi. Khoảng 80 ha, 80 lên. Đó, nếu mà trăm trở lên thì là cái gì? Dạ, nhịp nhanh gấp rồi đó nha. Còn nếu mà nó bình từ từ 60 đến dưới 1 giờ dưới 100 đó là nhịp tự thấp tăng tốc nha. Còn nhịp tự thấp là sẽ từ 20 đến 40 thôi, 20 đến 40 thôi. Đây mấy anh chị thấy đây, thấy không? Vô mấy anh chị thấy đây này là cũng thường gặp nha. Mấy ai làm cấp cứu sẽ thường gặp D2, D3 trên lên nè, D1 là trên xuống rồi ha. V1, V2 cũng có trên xuống luôn nè. V3, V4, V5, V6 cũng có trên lên luôn nha chị. Này trên luôn ha. Thành dưới mà có thành sao? Thành dưới mà kể cả trước luôn á ha. Chị thấy trên lên luôn cả thành dưới, thành trước luôn. Và quan trọng là nhịp tim như thế nào mấy anh chị thấy. Nè đây là người ta nghi ngờ có sóng B ở đây. Chị đo lại B nó rơi vào đây nè, thấy không? 1, 2, 3, 4. Nó rơi vào đây nè mấy anh chị, thấy không? Đây là trường hợp gì? Phân ly nhị thấp. Nên chị thấy nhảy nhiều hơn thấp không? Thấy không? Nhảy nhiều hơn thấp, đúng không ạ? Nhảy nhiều hơn thấp mà nhảy không có liên quan đến thấp, đó là phân ly nhị thấp. Mà nhảy nhiều hơn thấp đó là nhị lóc nhị thấp độ 3. A còn trường hợp mà phân ly nhị thấp mà thấp nhiều hơn nhị, đó là trường hợp nhanh thấp, đúng không? Vừa nói anh chị thấy tần số của thấp là bao nhiêu? Rất thấp. Bao nhiêu vậy ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 khoảng 43, 40 lần ha. 7 là 43, còn này nó hơn nữa, khoảng 40 lần hả? Mấy chị thấy không? Nhịp tim lúc này bệnh nhân sẽ chậm ha. Vô mình đau ngực, khó thở. Nhịp tim đo 40 lần một phút thôi nha. Mà chị đo ra nhịp tim thấy vậy đều ha. Quy lẻ chị thấy đều không? Đó, đều. Và sóng B, B nó nằm ở đây. Rồi, thì đó là góc nhị thất độ 3. Rồi trên cái nền là nhồi máu cơ tim thành dưới và thành trước luôn. Thường gặp lắm á, cái bệnh tâm đồ này là mấy chị làm cấp cứu sẽ gặp cái này. Cái này vô can thiệp liền nha anh chị. Rồi nếu mà nó chậm quá thì người ta sẽ đặt, vừa đặt máy tạo nhịp tạm thời, gọi là máy tạo nhịp tạm thời để nhịp tim nhanh lên, và người ta sẽ gan thiệp mạch vành luôn. Hai cái điện tâm đồ gắn sức mình sẽ có nói cái bài điện tâm đồ gắn sức sẽ nói thêm ha. Đây là cái kiểu của ST nó sẽ trên xuống. Chỉ làm gắn sức mà gọi là nghiệm pháp gắn sức mà dương tính đó, khi nào ST nó trên xuống, ST trên xuống, trên xuống ha, trên xuống mà hai đặc điểm đó lắm. Em nói là trên xuống chết xuống hoặc là trên xuống mà nằm ngang
đó là đạn hiệu. Trên trên xuống đạn hiệu là trên xuống nằm ngang và trên xuống chết xuống, còn trên xuống đi lên không có đạn hiệu. Đây là những con đồ mà cũng thường hay gặp cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Mấy anh chị nhớ được chính bước không? Em đọc bài nữa ha. Anh chị cứ quên bài ha. Anh chị cứ quên bài ha. Để nói là chính bước nha. Rồi. Nhớ một chị. Rồi, bước thứ nhất là tần số và tính đều đặn, đúng không ạ? Tần số là em sẽ tính, cái này nó ngang ngang nhau mà khó tính quá, thì lấy V1 cũng được. Thì lấy V1, đây là 1, 2, 3, nếu 3 ô là khoảng 100, còn thấp hơn này nữa là nó nhanh hơn, khoảng 100 là mấy, đúng không ạ? 105 đi đó, nha, yeah. Nó nhanh rồi. Nhồi máu cơ tim là gì? Nó kích hoạt hệ giao cảm. Hệ giao cảm nhịp tim sẽ nó nhanh lên. Nên đây là nhịp nhanh rồi, trên 100 lần, đúng không ạ? Và đều, đó là bước thứ nhất là tần số là 100 lần, trên 100 lần phút, 105 lần phút và đều. Thứ hai là sóng B. Sóng B. Sóng B em đọc ở D2. D2 bên đây có cái dòng đó, đây là nó bao nhiêu rồi, đây là sóng B nha mấy anh chị. Có khi mấy anh chị chưa không có phân biệt được B nguyên rẽ, đây là B, đây là nguyên rẽ nha, đây là T, đây là B, đây là nguyên rẽ, đây là T, đây là B, nguyên rẽ, T nha, phân biệt được không chị? Đó ha, đó sóng B này mấy anh chị thấy cao. Dạ, yeah, hơi cao á, hơi cao á. Nha, yeah. Như vậy thì nó có lớn đó, vậy cho em phải đúng không ạ? Rồi, em chị thấy nó có rộng không? Có rộng không? Chưa đến 3 ô, nó có thể 2 ô rưỡi, chưa đến 3 ô. Mà nó có lớn, vậy phải. Rồi, sóng B là em chị coi cái hình trạng, thời gian, biên độ trục sóng B, trục sóng B không đọc ở ít đọc thì mình sẽ coi hình dạng thời gian biên độ thì này nó có lớn thì phải đi. Rồi đến là BR, bước thứ ba em sẽ đọc BR. BR là bắt đầu sóng B đến, bắt đầu sóng B đến bắt đầu bộ VNS thì anh chị thấy nó nhỏ hơn nè, trong khoảng nó nằm ở trong đây luôn à, trong một cái ô này là chắc chắn là nó không có dài đúng không? Đây là B, L, đây là một cái ô lớn như vậy nó không dài ha, nhìn vô thấy nó không dài, nó nằm ở trong một cái ô lớn này nó không dài và cũng không ngắn nữa. B, L bình thường, B, L này cỡ khoảng 0,18 em, không phải một ô nhỏ, 0,16 ha, đúng không? Nó còn một cái ô nhỏ nữa thì nó mới được cái ô lớn. Đây là nó còn 7-16 giây, đó là bình thường, đúng không? Rồi bước kế tiếp thứ tư là bước bộ quy rẽ, đúng không ạ? Bước bộ quy rẽ mình sẽ đọc là hình dạng thời gian biên độ trục của quy rẽ. Hình dạng là mình coi nó có sóng quy, bình sóng quy, sóng R, sóng S có gì bất thường không? Sóng quy em thấy ở đây có ha, ở đây mấy anh chị thấy là anh chị thấy như thế nào, có R nhỏ xíu lên đây nè, vẫn còn R nhỏ nhưng mà mấy anh chị thấy R nó cắt cột ha, đúng không? R cắt cột nè, đáng lẽ ở đến V3 nó phải cao mà ở này nó thấp rồi. Nhưng em nói dưới 3 mm, đến V4 nó cũng còn dưới 3 mm nữa. Vậy là đây là có R cắt cụt từ V1 đến V4 nha, đúng không?
Rồi, có sóng quy không? Có sóng quy bệnh lý gì không? Không có thấy sóng quy bệnh lý ha. QS và AVR là bình thường nha mấy chị. Rồi. Không có. QR S. Được ha. Rồi lúc đó mấy chị coi là có lớp nhánh hay là lớp nhánh phải hay lớp nhánh trái gì không? À, lớp nhánh phải hay lớp nhánh trái gì không? Cái dạng này vẫn còn R nhỏ nha mấy chị, nhưng mà chiều rộng của nó chưa có. Như vậy thì không thấy nha. Yeah. Rồi đến bước thứ năm là ST, mấy chị thấy như thế nào? ST trên lên, mấy chị đo từ cuối sóng T này đến đầu sóng B kia, chiếu quang mấy chị đo từ ở dưới đo lên. Cái này mấy chị thấy trên bao nhiêu rồi? 4 năm luôn ha, cái này là 5 luôn nè, thấy không? Mấy chị thấy trên cái này là 5mm luôn nè, còn cái này trên 5mm luôn ha, thấy không? Trên 6 luôn á, trên 6mm luôn ha, này trên. Như vậy thì mấy sẽ ghi là ST trên lên lớn hơn, ở đây nhất là B2, B3 chị ghi lớn hơn cả 2.5 là đủ đúng không? Này chỉ là lớn hơn này 5 chứ là 6 luôn rồi. Cho nên 2.5 ở V1 đến V4. À. Trên này là trên lồi đó, ha, chứ nó đều thấy trên lồi không? Ha, còn trên lõm nó sẽ trên lõm xuống vậy. Không có lồi lên này mà lõm xuống ha, trên lồi. Rồi. Đó là ST. Rồi. Sóng T. Đến sóng T anh chị thấy có gì không? Sóng T nó nằm vô đây ha. Anh chị đạo chức nhận là sóng T đây nè. Sóng T nó nằm vô như rẻ luôn ha. Sóng T anh chị thấy nó đây không nè. À, đây. Chị thấy không? Đây là ST. T đây. À, T nó có cao nhỏ đối xứng gì không? Hay là T thấp gì không? Anh thấy nó có hơi đối xứng. Hơi à, đối xứng và T âm. T âm ở AVL đúng không? Thì có thể một cái T âm ở AVL hơn. Rồi thì mình ghi nhận về sóng T thôi. Còn sóng U mấy anh chị thấy có không? Có sóng U không? Không có sóng U. Sóng U thường gặp ở V2, V3 V3 mà không có sóng U thì thôi, chị không đi sóng U. Rồi VT bắt đầu sóng quy đến cuối sóng T à, là đoạn quy T. Mấy chị thấy nó bằng một nửa của RR, như vậy nó không có dài nha. Quy T này không có dài, quy T này bình thường. Rồi nó quy T bình thường rồi mới đến nhịp. Bước thứ 9 là nhịp mấy chị đọc có phải là nhịp xoan không? Mấy chị tìm sóng B ở D2, D3, đây, AVF là sóng B đây, đúng không? Dương ở D2, D3, AVF, âm ở AVR đây, sóng B âm ở AVR đây, hai pha ở V1, đúng luôn. Mỗi B có một QRS đây, B QRS, mỗi B có một QRS và BR bình thường. BR bình thường là 0,12 đến 0,20 giây. BR này là 0,16 giây là bình thường. À, như vậy đây là nhịp xoan và nó nhanh trên 100 lần phút thì em đọc là nhịp nhanh xoan. À, rồi à, tiếp là nhịp nhanh xoan. Xong rồi hồi nãy mình chưa có đọc chụp à, chụp quy rẽ không anh chị? Đúng rồi, trên một dương AVF này như thế nào ạ? Hơi âm hơn đúng không anh chị? Nhưng mà nó được bằng không, mình sẽ chọn nó là chỉ đạo triệt tiêu nè. AVF âm
Như vậy trục điện tim sẽ nằm trên diễn đạo D1, buông áp vai bé lên D1, mà nó hơi âm hơn, AVF hơi âm hơn. Vậy là nếu mà cộng thêm là còn âm 15 độ, đúng không? Âm 15 độ, vậy. Còn chị không cộng được thì coi như nó bằng không, ha. Ở trung gian, trục trung gian bằng không. Là nghĩa là về nhân xoan đều ha, đều luôn, nếu anh di động đều luôn. Trục trung gian khoảng gần bằng âm 15 độ. Rồi, đây là anh chị mà đọc mà có rồi, nếu mà có trường hợp sàng thì đọc nhồi máu luôn, còn không chỉ đọc, nếu mà đọc đúng quá thì là gọi là tổn thương dưới thượng tâm mạc, đúng không? Trên cái từ của điện tâm đồ á thì mình sẽ đọc là tổn thương nha. ST thì gọi là tổn thương, mà sóng Q gọi là hoại tử, mà sóng T gọi là thiếu máu. Trên cái thuật ngữ của điện tâm đồ á, còn trên mà cái lâm sàng mình sẽ đọc là nhồi máu tiên ST trên lên, còn trên nếu mà đúng mà thuật ngữ của điện tâm đồ á thì mình sẽ đọc là tổn thương dưới thượng tâm mạc, còn trước mắt, đúng không? Đúng không? Từ V1 đến V4 này thì mình sẽ đọc tổn thương dưới thượng tâm mạc trước mắt. Tương đương với là lâm sàng của mình sẽ đọc là nhồi máu cơ tim ST trên lên buồng trước quá à, còn không có biết tổn thương thì thôi cứ đi nhồi máu cơ tim ST trên lên trước quá cũng được rồi ha. Thì tổn thương gì nữa, có bị ai làm tổn thương nữa. Đúng không anh chị? Nhồi máu cơ tim chiếc vùng trước là cấp là trên lên vùng trước đây. Cái vật mà cấp lên này là sống tê đó ha, sống tê đó. Đây nè, cái vật sau đó là sống tê, còn cái này là ST ha. Đó, nhiều chị không đo, không biết đó là cái gì ha. Để là cứ nghĩ là R nhỏ đây xíu nè anh chị, rồi sống S đây, F đi lên đây, lên đây, R, mà ST là đây, mà sóng T là cái phần sau đây, được không? Mấy chị nhận ra được không? Quan trọng mấy anh chị ở quận Mỹ nhận ra được để chuyển đúng không? Hay là sao thì chị luôn hả? Để chuyển đúng không? Nhận ra được nhồi máu cái tim để chuyển người ta đi chứ. Nên nhận ra được và trên lên là mấy chị nhìn thấy được không? Nhiều người không nhận ra được trên lên nha. Trên lên là anh chị thấy không? Trên lên sẽ nha. Đó, người ta phân tròn cho anh chị đấy. Đó, và những cái này là trên lên nè. Nhận ra, chuyển đi. Nhận ra, máu cơ tim. Thành trước, đọc là trước. Bắt, thôi thành trước cũng được ha. Máu cơ tim thành trước. Chuyển, bệnh nhân. Kính chuyển, KC. Ca xê, đứng chuyện. Rồi, cái này bác sĩ Hằng đẹp cấp cứu với gặp không? Đúng không? Gặp cái này hoài đúng không? Trên lên kia không? Anh chị thấy không? D2, D3, EVF ở trên là nè ha. D1 trên nhẹ không thấy, nhưng mà AVL trên xuống rất là đẹp đúng không? Thấy AVL trên xuống không? Mấy anh chị thấy không? Đó là hình ảnh soi gương của cái này. D2, D3, AVS trên lên thì D1, AVL sẽ trên xuống soi gương. Rồi V1, V2 bây giờ nó là bị trên xuống đó kìa, anh chị thấy không? Thấy không? Nếu mà R cao này anh chị phải sao ạ?
phải luôn đo luôn 7B7B8B9 nữa nha. Nếu mà nó có cái trên dạng dày là mình phải đo thêm B7B8B9 ha, để loại trừ có nhồi máu cơ tim thành sao không nha. Nếu mà nó trên xuống mà R cao dày nè, mình phải đo thêm V7, V8, V9. Ở đây có thêm, ở thành bên cũng có luôn, anh chị thấy không? V5, V6 cũng trên lên luôn, đúng không? Bỏ sót lần nữa là ha, nó trên ở vùng này nè, thành bên, thành dưới, ha, thành dưới, thành bên, ha. Đo V7, V8, V9 nếu mà không có thì thôi, phải đo luôn. Nó có thành sao không nữa nha. À, trước mắt mình thấy là trên lên ở thành bên, thành dưới. Còn cái này không có là do ở cái thành thành dưới đó ha, ở là thành dưới thôi nha. Các mình thấy V1, V2 mà nó trên vậy của cái thành dưới à, thì nó do cái V1, V2 là sao? Anh chị thấy nó hơi ở bên phải á, đúng không? Hơi ở bên phải. Thì cái này ngoài cái V7, V8, V9 phải đo với mấy nè? Cho ngoài đi. V3 đó là V4 đó. Để loại thôi, loại thành tất phải. Là gì vậy nè? Nó trên xuống cái này là con chừng của thất phải á, ha. Tại vì V1, V2 là nó phản ánh của thất phải, mình trên xuống vậy con chừng có thất phải. Nhất là hồi nãy em nói rồi, bệnh nhân mà vô bị nhồi máu cơ tim thành dưới thì mình phải cho V3R, V4R để coi có nhồi máu cơ tim thất phải không. Rồi nếu mà ở V1, V2 mà R nó cao, ST trên xuống, R cao, ST trên xuống, T âm như vậy thì phải đo luôn V7, V8, V9 để coi có nhồi máu cơ tim thành sao không. Đó là mà đo đúng là phải đo vậy. Cái này thì có thành dưới nè và thành bên. Còn nếu mà D1, EVL mà trên lên thì nó gọi là bên cao, có nghĩa là thành bên. Mấy anh chị thấy nhịp nó chậm không? Thấy không? Nhịp nó chậm không? Là máu cơ tim mà tức là thành dưới mà một con bố của cái động mạch vành phải á, động mạch vành phải nó có cái nhánh đuôi lúc dị thất, lúc xoan và lúc dị thất thì anh chị thấy sẽ là nhịp chậm xoan, thấy không? Ở đây thấy xoan không? Đó, có đêm dương nè, AVR 15 nè, mỗi B có một VF vẫn là nhịp xoan nhưng mà nó chậm. Anh chị thấy mấy lần? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó 50 rồi ha, thấy không? Mình chỉ đọc đúng là nhịp chậm xoan 50 lần phút ha. Chụp anh chị thấy là chụp gì? Chụp trung gian ha, chụp trung gian và nhồi máu cơ tim thành dưới, thành bên. Nếu mà đo rồi phải đo luôn, cái này thiếu nè, phải đo V3 rồi V4 rồi. Có nếu mà ST nó trên lên ở V3 hay là V4 rồi luôn thì là có thất phải luôn. Rồi đo cả V7, V8, V9. Nếu mà nó trên lên ở V7, V8, V9 thì có thành sao luôn nha. Nhưng mà trước cái này nó không có cho mình thấy cái đó, thì mình sẽ thấy là có thành dưới và thành bên. Như vậy thì nó tắt ở đâu? Nó tắt ở lòng lòng bàn phải hay là cái mũi? Nó lòng bên là sao? Mấy chị không cần biết, mấy chị ở dưới không cần biết. Thì nói là máu cơ tim phát hiện là đường chuyển là được rồi, đúng không? Yêu cầu đó hả? Phải không chị? Yêu cầu là vậy hả? Chỉ cần phát hiện nhờ máu và chuyển đi đúng tuyến là được rồi hả?
là đang biết đâu hả? Có cần phải biết là vùng nào không? Không cần hả? Không cần hả? Nếu còn ở trong ở trên đây cần biết chứ đúng không? Biết thêm cho nó hay. Và dự đoán được là cái vùng nào nó cổ bằng phải hay là đến cổ hai cái hả? Cái này thì sao? Vậy thấy cũng ST trên lên ở D2, D3, ABS và chân xuống của D1 ABL đúng không? Cũng là soi gương. Cái này cũng là soi gương của thằng này là thằng thằng dưới. À, và vậy thấy lúc cái V1, V2 là nó cũng có chân xuống vậy ha. À, trên xuống dày mà R nó không có cao thì không có đến nỗi. Nếu mà R nó cao lên là mình phải đo 7, 8, 9 ha. Cái này nó không có tầm bên, cái này nó không có tầm bên, chỉ có thành dưới thôi. Thành dưới thì phải đo thêm 13R lúc nào cũng vậy. Thành dưới ta phải đo thêm 13R, 14R. Đây là gì? Bao nhiêu là phút nhịp xoan rồi đó. Thế đây là còn nhịp xoan bao nhiêu là phút rồi? Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. 60 ha. Bởi vậy mấy cái dòng áo cái tiên thành dưới chỉ cẩn thận dùng bớt cái beta ha. Anh thấy không? Khi vô là nó lóc bất diện thấp luôn ha. Nhóm đó là tiên thần trước không sao, nhưng mà vào nhóm cái tiên thần dưới là mình cẩn thận. À, nó dễ vô bị nó vô nát nữa là nó lóc luôn ha, lóc diện thấp luôn. Tại vì nó có nhánh nuôi nút xoan nút diện thấp mà ha, mà nó tắt cái đó nhất là bằng phải nó có nhánh nuôi nút xoan nút diện thấp là nó dễ vô lóc. Đây này, anh chị nghi ngờ khi nào anh chị thấy là R cao ở V2 và ST trên hơi trên vậy nè, đó trên V3 luôn, V4 đó, thì anh chị phải đo V7, V8, V9 ha. Nhìn cái này là mình phải đo V7, V8, V9 liền nha. Chứ không thôi các anh chị nói đây là nhồi máu cơ tim không ST trên lên đúng không? Đúng rồi, tại vì nó thấy nó đâu có trên lên đâu, trên xuống không ạ. À, rồi thì mình phải đo V7, V8, V9 để coi nó có trên không nha anh chị. Đây hình ảnh 21, mấy anh chị gặp cái nào mà bệnh nhân vô mà có nhồi máu đau có thật điển hình kiểu mặt bằng ha, đau dữ dội ha, vã mồ hôi luôn ha. Rồi mồ hôi vã mồ hôi đau dữ dội luôn, mình vô mình thấy là điện tâm đồ nó có hình ảnh R hơi cao ở V1, V2, V3 thấy không? ST trên xuống nằm ngang dạng dày ha. Rồi thì anh chị phải nhớ đo thêm V7, V8, V9. Nếu mà nó có trên lên thì đó là nhồi máu cơ tim. ST trên lên thành sao luôn á. À, thì sự trí là sao chỉ như mà mấy ở dưới thì mấy anh chị không trên hay là trên thì mấy anh chị cũng chỉ không không? Chỉ cần thấy cái ghê quá là sợ đúng không? Thấy là vô mà đau ngực mà đi kiểu mạnh rồi đúng không? Sợ rồi tiêu rồi lát nữa để nó cũng chết liền đúng không? Bắt công báo cáo kiểm thảo tư vong rồi mệt quá. Nên là chuyển liền đúng không? Vô thấy đau ngực dữ dội, bả mồ hôi hết trơn là thôi sợ quá. Thôi thì đi. Đo được điện tâm đồ, nó được chứ là. Nên thì phải đo không? Đó là chuyển chứ đáng lẽ không kịp đo luôn, nói lên ghê quá đi. Cái này không cao, anh chị thấy R nó không có cao lắm mà có trên xuống đây đúng không?
trên V4 ở trên dữ không? Thì thấy nghĩa là cao ở trên trên thể ha. À, đây là trường hợp nhồi máu cơ tim không ST trên lên đó thì ha, có men tim nó tăng. Nhồi máu cơ tim không ST trên lên nè. ST trên xuống lan tỏa từ V2, V2, V3, V4, V5. À, thì thấy đó. À, mà men tim tăng nữa, đây là nhồi máu cơ tim không ST trên lên. Mình dùng là không ST trên lên nha thì tại vì nó có thể trên xuống đúng không, chứ mình có nhiều người nói tắt là nhồi máu cơ tim không ST trên, nó có trên xuống mà đúng không, nó không trên lên, nó không trên lên nhưng mà nó có trên xuống đúng không, hoặc nó đảo điện hoặc là tim nó đảo thì mình nói đúng là nhồi máu cơ tim không ST trên lên. Cái này mới nhìn vô là thấy nhanh đúng không ạ? À? Đúng không? Thì tin nhìn vô là thấy nhìn nhanh lắm rồi. Mà mấy chị thấy có cái gì không? Mấy chị không có thấy sóc bê đúng không? Đúng không? Thấy sóc bê không? Sóc B ở thấy không? Đây là đây. Thấy mờ mờ ở đây không ạ? Bên 1 nè. D2 có thấy đâu? D2 đâu có thấy được sóc B gì đâu. D2 đâu có thấy sóc B không? Hả? Nhìn thấy cái điện tử đồ lạ là mấy anh chị hơi bối rối rồi. Bạn thấy sóc B đúng không? Thế sóc B đâu? Nếu B cái này là B không? Cái này là B không? B phải không? B đúng không chị? B không? B hay T? Hả? B không? Ở đây không? Rồi không nhận ra được luôn. Không nhận ra được luôn rồi. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Không nhận ra được B, D gì hết rồi sao vậy hả? Sau khi học được mấy ngày giờ mà còn bối rối đi rối tiền không nhận ra được luôn. Đâu chị, đâu cái chị con coi, nếu mà T âm có đây nè, T âm nè, nếu mà chị nhìn ở đây chị thấy T không mà đâu có thấy B ở đây đâu đúng không, T âm nè, ở đây là nè, chị thấy con có sóc quy đây nè, bị nhỏ xíu nè, ST hơi trên và T đảo nè đúng không ạ, à? Đúng không, ABL nè. V1 thì sao? V1 cũng có trên nè. V1 trên nè. Trên chị thấy trên không? V2, V1, V2 trên nè. ST trên xuống còn V V4, V5, V6 đúng không? Rồi D2 trên xuống, D3 trên xuống, D4 trên xuống, D2, D3 mép trên xuống, D1 hơi trên lên có sóng quy D đảo đúng không? Như vậy thì đây là trên lên ở D1 và đây nè, và đây là trên xuống ở đối xứng trung xuân của D2, D3, F5 như vậy đúng không? Đó, anh chị quên thấy cái này hả? Đây là hơi trên nè, D đảo nè. Tên chân lên ở đây ABL là cây đảo, ABL đây nè chị. Và chân lên ở với 1 luôn. Với 1 1mm là đủ rồi. Chỉ có V2, V3 là không cần hả? Vì mấy chị thấy đây là việc gì? Có phải xoan hay là không xoan? Đây là
là em thấy không có sóng B đâu. Nha mấy chị thấy cái sóng B đâu. Đây nè mấy chị so đi. Nếu mà có đây là sóng T nè, rồi B đâu không thấy. B sao sóng T là trước B rẽ đây mà không thấy đâu. Đúng không? Thì là nhịp này là nhịp nhanh nè. Nó có lúc không đều lắm nhưng mà cũng đều. Các anh chị thấy không có B mà nhanh mà QRS nó không có động. Đó là nhịp bộ nối, đúng rồi. Nhịp bộ nối mà nhanh là nhịp nhanh bộ nối, đúng không? Đó. Thì đọc được không? Đúng không? Đó, mình không thấy sóng B mà QRS nó hẹp vậy mà tần số nó trên 100 nên là nhịp nhanh bộ nối đó. Còn nếu mà nó nhịp bộ nối mà dưới 100 mà 60 trở lên mà dưới 100 là nhịp bộ nối tăng tốc ha, nhịp bộ nối tăng tốc. Còn mà nó trên 100 luôn mà không có quy rẽ mà bất bộ quy rẽ không có sóng B mà quy rẽ nó hẹp thì nó là nhịp nhanh bộ nối. Nhịp nhanh là trên 100 rồi, nó là nhịp nhanh bộ nối. Nhịp nhanh bộ nối. Anh chị thấy gì? Nhìn vô liền một cái VB1 mà nó có dạng QR này về V56 và S rộng như vậy, đó là đó. V1, V2 mình thấy sóng QR cao, QR và V5, V6 mình thấy sóng S nó rộng đây nè. Đúng không? R, S đây nè. Đó là của gì? Mình lại mới đọc luôn. Thì đã đọc cái chính cái gì? Cái này góc nhánh phải mà lại mới đọc cho cái điện tâm đồ của con hát thì kia góc nhánh phải. Đúng không? Góc nhánh phải. Nếu mà nó rộng, chị đo rộng, nó là góc nhánh phải hoàn toàn. Chị đo từ đâu bắt đầu đi rẽ. Đây nè. Đo đến cuối sóng R. Sóng S, nếu mà không có S thì đây là R. Đó, cuối đây. Chị thấy nó gần O là 0,2 luôn rồi. Nó rộng ha. Như vậy đây là góc nhánh phải hoàn toàn. Thì thấy không? Đó. Đúng rồi. Thì em nói là hai dạng. Một là RS, R7 hoặc là không nó chỉ có Q và R thôi. Đúng không? Q R không. Nhưng mà chị nhìn vào ở V5, V6 mà chị thấy S nó rộng như thế này là đúng là của góc nhánh phải rồi. Ha. Bên phải sẽ nhìn V1, V2, bên trái là V5, V6 đúng không? Nhìn V1, V2 có hình ảnh này là góc nhánh phải hoàn toàn. Rồi. Bây giờ hồi nãy em nói cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim trong góc nhánh phải nha. Thấy không? Nếu mà dày thì mấy chị không đọc ra nhồi máu thì chị bỏ sót sao? Nếu mà ta có nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân góc nhánh phải đã có. Đúng không? Mấy chị thấy đúng là nếu mà bình thường là ở V1, V2 thì ST nó phải trên ngược chiều QRS đúng không ạ? Bây giờ cái này thì nó lại hơi trên lên nữa rồi. Thấy không? V2, V3 mấy chị thấy nó hơi trên lên nữa, thấy không? Không chú ý là coi chừng nó có nhồi máu cơ tim thành trước mắt trong bệnh nhân có góc nhánh phải này. Tại vì sao? Bình thường ST nó phải trên ngược chiều mức bộ QRS, bây giờ nó lại không có trên, nó đi cùng chiều với lại QRS. Rồi ha, trở lên như vậy. Thì phải coi chừng là có
nhồi máu cơ tim trước, một phần trước mắt trên bệnh nhân có lắp nhánh phải, đúng không? Đập vô được lắp nhánh phải là hay lắm rồi, đúng không? Mừng quá rồi, nói nay lắp nhánh phải đọc ra được cái nào cũng hay cái đó rồi, đúng không?